tôi mong tất cả những người nghe đạo á, hãy xóa tan sạch đi những cái dị dạng cuộc đời mình đi. Thí dụ như có một cái cô kia, cô gặp như thế, cô nói thật sự cuộc đời con thê thảm lắm thầy. Bây giờ con vẫn cảm thấy ám ảnh hoài cuộc đời của con. Năm con mới có 12 tuổi là bị cha ruột của con hại đời con. Nên con cái ám ảnh cuộc đời con hoài, con sống mấy chục năm nay với chồng mà con không bao giờ hạnh phúc được. Mà bây giờ con đang nuôi cha con mà con cứ gặp ổng là con nhớ đến ổng hại đời con, mà con không vui được. Những đức nói rằng bây giờ cô xem cha cô cũng như là một người đàn ông đi, thì cô cũng là đi đến đây để trả nợ đàn ông, thì trả nợ đàn ông nào cũng là đàn ông. Cứ nghĩ như vậy đi, đã trả rồi rồi thì còn kéo của năm xưa và tới bây giờ làm gì. Cô hãy nhìn cái hiện tại nè, cô được nè, thấy chưa? Cô hãy nhìn cái hiện tại mà cô đang được nè. Cô được cái gì? Cô được gặp thầy. Đúng không? Đó. Rồi cô được gặp Phật Pháp. Rồi cô có được gặp một pháp tu giải thoát. Tại sao cô không nhìn cái được của cô ha? Mà cô nhìn cái mắt mát không ạ? Bây giờ những đức nói bây giờ cuộc đời cô nó cũng không có nguyên vẹn được. Tại vì cô cũng có chồng. Hiểu chưa? Nó cũng có chồng mà. Thì bây giờ chồng đàn ông là đàn ông, đã trả rồi thì trả xong, vứt bỏ qua một bên đi. Chứ nghĩ làm gì cho nó mệt. Nói là do thông hiểu mà nhẹ quý vị. Còn không thông hiểu là nó nặng kinh khủng luôn á. Nó cứ đem cái đó để áp lực mình. Áp lực mình là cái gì? Tại sao? Tại sao cha tôi mà làm tôi như vậy? Tại sao? Vậy quý vị hỏi lại, quý vị đã từng làm cha người ta mà làm như vậy, con quý vị nó cũng hỏi câu tại sao, tại sao. Cái tại sao đó nó kéo tới bây giờ, nó quay ngược lại nó làm cha quý vị lỡ, để nó làm cái đó với quý vị, cũng như ngày xưa quý vị đã từng làm nó như vậy. Nhớ đó nghe. Ừ, cũng do cái câu tại sao này mà nó kéo tới bây giờ nè. Tới đời mình đừng dùng hai câu tại sao, đừng có dùng cái câu này nữa. Nếu mình dùng tiếp tục dùng cái câu tại sao là mình mê mờ nữa. Mình mê mờ thì mình đi vào cảnh giới mê mờ tiếp tục đời sau. Mình làm cha nó lại mình làm nữa. Nó cứ quay vậy hoài, nó lập tới lập lui, lập xuôi lập ngược, nó lập hoài. Lúc kẻ trên, lúc người ở dưới, lúc người ở dưới, lúc người trên. Nó cứ làm tới làm lui làm hoài. Đời này của mình bây giờ mình muốn lên trên luôn đi. Lên trên nào? Cực lạc. Thấy chưa? Đó. Những đức nói với quý vị nghe, trong cái cuộc đời này nghe quý vị thiếu nợ người ta cái gì, quý vị sẽ trả bao nhiêu thứ đó đó. Trong cuộc đời quý vị lấy chồng, quý vị sống mấy chục năm phải trả nợ, trả bao nhiêu nụ hôn, trả bao nhiêu cái bị ôm, thì nó sẽ tất cả cái đó đều là nợ hết để trả. Và quý vị đã từng dùng cái đó, và bây giờ quý vị phải trả lại cái đó. Trong lục đạo luân hồi này không có một cái gì mà tự nhiên mà gặp nhau hết chứ. Nó có duyên gặp và nó có nợ thì mới gọi là duyên nợ đó. Những đức với quý vị cũng duyên nợ nè. Không có duyên nợ trong cuộc đời này mà ngồi đây hả? À, ngồi đây hả? Ngồi cho đau chân à? Chuyện vẫn chưa duyên nợ mà là thuận duyên thuận nợ hay là nghịch duyên nghịch nợ nó. Bây giờ nếu như chúng ta biết tu cái duyên cái nợ gặp nhau trong cái cuộc đời này, tốt quá để cầu giải thoát. Còn cái duyên nợ ngoài đời là nghịch cảnh, nghịch duyên để trả nợ. Vậy thì sao? Mình là người tu nó giải mã cái tâm đó. Giải mã liền, gặp, nghe, giải mã tức khắc giờ này. Mấy chục năm không giải mã, bây giờ nghe câu này, giải liền. Giải liền là xóa nợ. Không giải liền thì chết một ý niệm sai lầm là đời sau tiếp tục gánh nợ. Ghê chưa? Đừng có nói đời sau. Cho quý vị biết đừng có nói đời sau. Đời sau của chúng ta là trong tam đồ ác đạo, địa ngục ngạ quỷ súc sanh vô lượng kiếp. Khi tới có thân người là tiếp tục phải trả nợ con người này. Ghê chưa? Đừng có nói mà cái chuyện mà đời này trả nợ rồi một ý niệm cuối cùng đời sau làm người trả nợ nữa. Đố mà được thân người để mà trả nợ cái chuyện mà con người phải trả nợ trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chứ đừng có nói mà trả nợ con người. Rồi vô lượng kiếp được thân người, rồi tiếp tục phải trả nợ con người. Trả nợ con người xong chết đi tam đồ ác đạo nữa. Vậy thấy chưa?
Nó cứ vô lượng kiếp như vậy mà cứ như vậy đó. Vì sao? Vì sao đời này không giải mã liền đi? Dù là bị cha hại, cha ruột, cha ghẻ gì đó, hay là bị anh chị em gặp những cái cảnh ngộ gì trong cuộc đời này mà thấy mình thê thảm nhất, giải mã liền. Nghe bài pháp này giải liền. Đừng hỏi câu tại sao, tin nhân quả đi. Phật nói muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này, đúng không? Đó, nghe một cái rồi thấy mình đúng là mình giờ phút này đang hạnh phúc đây. Giải mã cái tâm rồi đó. Ai mà buồn chồng hay giận vợ gì, giải mã liền cái tâm, giải liền. Nó giải bằng cách nào? Lỡ gặp trực tiếp luôn, trực diện luôn gặp nàng. Từ đó tới giờ tôi ghét nàng lắm. Từ khi mà tôi với nàng xa nhau, tôi vô cùng ghét nàng. Nhưng bây giờ tôi nghe thầy giảng rồi, giải mã đi nàng ư. Có duyên đến với nhau thì hết lòng, mà hết duyên xa nhau còn tình bạn, đúng không? Giải mã liền cái tâm đó. Tại sao đi hận thù nhau làm chi? Hận thù nhau có kết quả gì chứ, đúng không quý vị? Nó nên nè, cái bài giảng đó, người vui vẻ an lạc là người ở cực lạc. Quý vị muốn làm người ở cực lạc là người ở đâu? Đúng không? Ai muốn làm người cực lạc đưa tay coi. Tôi cũng muốn về cực lạc, tôi cũng đưa tay luôn. Tôi đưa tay lên thấy chưa? Nó đưa tay mấy bà già bà nghị xuống, tôi gùng gùng tôi đưa lên lên. Đúng không? Mình phải muốn về cực lạc quý vị à. Vậy thì mình an lạc đi. Nó nghèo quá mà an lạc cái gì? Vì không an lạc nó cũng nghèo. Xấu quá mà an lạc cái gì thầy? Thì nó cũng xấu. Những đức này vì thấy hồi xưa xấu dã man luôn, xấu kinh khủng, không ai ngó ngàng. Nhưng mà từ khi vui vẻ an lạc là nhiều người ngó ngàng. Đó, thấy chưa, tại sao không? Không vui vẻ an lạc đi. Mà những đứa nó thiệt mà nhiều người ngó ngàng như đức mà. Bây giờ quý vị coi, những đức đi qua bên đây, những đức dự lễ 2 ngày là bên kia là 70 cô nó đứng nó đợi những đức gì. Như thấy không? Ngày xưa đố mà nó đợi. Đố mà đứa nào đợi, tại vì cái mặt lúc nào cũng nhìn nè quý vị. Mà bây giờ nó mập là có chu nó cũng đỡ nhọn. Mà ngày xưa là nó chỉ cần nhít cái là nhọn à. Mà đã nhọn rồi mà còn nhâu nữa. Nhưng Đức nói cho quý vị nghe, cái người mà ưa nhâu là cho đây nó ưa nhăn. Nhâu nhiều nhăn nhiều. Đó, à, quý vị nhâu đi. Nhâu đi rồi nó nhăn như con khỉ già luôn cho mà biết, cho mà giỡn chơi, nghe không? Đó, nên từ nơi đó phải không? Vậy đó mà cũng là người này ngày xưa, cũng là người này ngày xưa mà vui vẻ an lạc đây, nhiều người nhìn, nhiều người thích. Còn ngày xưa thì sao? Không ai thích hết. Nên những đức nói nghe, chúng ta dù có xấu có nghèo nhưng chúng ta sống an lạc là chúng ta có ngày mai. Còn nếu như chúng ta mà sống không vui vẻ an lạc là chúng ta không có ngày mai đâu quý vị à. Nó, ngày nào chúng ta mở mắt thức dậy là chúng ta cảm thấy một ngày thê thảm. Còn bây giờ mình nghe đạo nghe mình vui à. Sáng mình mở mắt thức dậy cái mình dung dai cái nghe. A Di Đà Phật. Dung dai cái cũng A Di Đà Phật. Tại vì sao? Một ngày mới A Di Đà Phật. Thấy chưa? Vậy thì quý vị quá tuyệt vời rồi. Nó nên quý vị nghe gì thấy không? Nó giải mã cái tư tưởng cái tâm quý vị. Nó còn một chút gì trong lòng, giải cái liền, giải cái liền. Đừng có để cái hạt giống đó nó lớn lên. Nói đoạn này nghe gắt. Hiểu không? Nói một chút đó, đừng bao giờ mình nghĩ nó nhỏ mình xem thường. Vì nếu để lâu nó nở ra từ từ ra, cái tâm buồn nhỏ xóa liền dễ hơn để tâm buồn lớn. Khi mình vừa khó chịu bực bội ai là giải mã liền lúc mới chớm nở. Đừng để nó một gốc cứng. À, nên buồn mà để càng lâu là cái gốc buồn phiền não đó nó càng chắc, bứng khó, bứng cực kỳ khó luôn. Đó, thí dụ như mình chờ sớm láng giềng đi, không vừa lòng nhau đi, mình vừa chạy xe xẹt ra cái gặp nó một cái là mình đang cười với ai, chào anh, quay lại. Thấy không?
mình chi vậy? Chi mà mình thê thảm dữ quý vị? Tại sao mình đi thê thảm gì chi vậy? Mình là người nghe đạo trước nhất, mình giải mã trước nè. Đến phải không? Tôi xin lỗi anh chị, tôi sai. Lúc trước tới giờ chờ sớm láng giềng mà không hòa thuận, tôi sai. Từ hôm nay tôi không có cái tâm này nữa. Xin lỗi anh chị, mình chờ sớm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Thôi, mình không có bực bội phiền não nhau làm gì. Đó, thấy không? Chị em đồ đi tu chung đồ này kia có mít lòng dễ nói lắm. Mình là người tu mà được một ông thầy hướng dẫn. Thấy không? Mình nói chị, em mời chị đến gặp thầy. Giờ nếu được hai chị em mình giải tỏa liền, còn không được mời chị đến gặp thầy. Chi à? Mời đến gặp thầy chi? Để thầy không giọng vô mặt mọi người một cái. Đúng không? Nghe tao quá trời luôn rồi còn buồn còn giận, đưa cái mặt đây giọng một cái chảy máu cam bây giờ cho bà biết, hiểu chưa? Tự nhiên nó giải tỏa cái tâm mình như vậy mà nó lại thoải mái nha quý vị. Nó tự nhiên mình cởi mở liền. Để làm chi à? Để làm chi mà đi ra đi vô gặp nhau làm chi à? Để bực bội. Hoặc là đi vô chùa mà gặp nhau cái đi sẹt sẹt tự nhiên đụng mặt. Mình đi vô chùa mình gặp ai mình cũng A Di Đà Phật, tự nhiên mình gặp người không vừa bụng vừa gặp cái. Xong người ta đi qua rồi cái. Hiểu không? Chi à? Đó là cái nghiệp chướng rồi đó, nghiệp chướng. Mà khi cặn tử nghiệp lạ lắm. Cặn tử nghiệp là cái nghiệp chướng này nó quay. Mà khi mình gần chết á mình á A Di Đà Phật. Cái tự nhiên nó đưa cái mặt vô. A Di Đà Phật. À quan gia. À, đó tới giờ bực bội mà, phải không? Quan gia. Tự nhiên mình gặp cái nhăn mà mình phiền não gặp, nó đưa cái mặt ngay cái mặt mình. Lúc đó nghe mình, chớ. Rồi đỏ luôn, thấy chưa? Cái nghiệp chướng mà, đã nói là nghiệp chướng mà, thì nó mới đi vòng nó lỡ nó chướng. Mà nó không có ý đó, mà nó lỡ nó muốn là giải tỏa với mình. Nhưng mà nó lựa ngay cái lúc mình đang cặn tới nghiệp luôn, nó lỡ. Nó lỡ một cái mình, cái nhăn tức giận của mình nổi lên. Gặp cái nhăn bên ngoài, cái nhăn bên trong nó nổi lên tức khắc. Lúc đó nó tự nhiên nó tức lên. Vừa tức lên một phát là tự nhiên mình rồi xong, đọ tam đồ luôn. Trong khi là niệm Phật được gì cực lạc rồi. Vậy đó mà cái nhăn nghiệp duyên chướng ngại đến xử lý cuối đời. Tại sao không giải tỏa bây giờ? Tại sao bây giờ không giải tỏa đi? Giải tỏa bây giờ là người rất khôn ngoan. Vì vậy hỏi Như Đức bây giờ Như Đức còn ghét ai không? Không ghét một người nào. Ngu gì ghét. Có lợi ích gì mà ghét. Ghét chi? Đó, nhìn xuống thấy ai mình cũng thương hết chứ không thấy được rồi. Ai nghe mà vui cũng được, mà ai cười cũng được, mà ai mà bực bội cũng được, mà ai ngủ cũng được, mặc kệ người ta. Hiểu chưa? Bản thân của mình không có ghét người ta nữa. Ghét chi? Nó không có lợi ích gì chứ không biết. Có nhiều người hỏi thầy bây giờ con thấy thầy đỡ hô. Nhưng Đức nói vì sao đỡ hô biết không? Vì không có ghét ai nữa, không có hô. Bây giờ Nhân Đức nói cho vị nghe nè, bây giờ quý vị muốn đỡ hô không? Muốn ai mà hô nghe, ai mà ngồi ở đây hoặc khắp nơi nơi mà coi, mà ai mà hô á, hô mà muốn đỡ hô thì sao? Đừng có ghét ai nữa chứ, niệm Phật đi là đỡ hô. Còn càng ghét là nó càng hô. Nó giống như làm cái gì mà mỗi ngày nghe, mà làm việc mà cái mặt người ta thấy mình nó phản cảm lắm quý vị. Làm cái gì mà nó phản cảm kinh khủng luôn cho quý vị biết. Thí dụ như mình là người niệm Phật đi, là mình làm cái gì là hoặc nấu đồ ăn á. Còn nó mà không niệm Phật là bắt đầu nè, là nó hô liền, nó chu liền đó quý vị, nhọn liền á. Đúng không? Bây giờ xem coi, không niệm Phật là nấu mà lúc mệt mà lúc nóng á, nhất là thời tiết bây giờ nóng nè, mà trong nhà bếp mà nó nóng là vô trong nấu bắt đầu là mà tự nhiên chồng hay gì mà nó nhìn mình mặt thì ghê quá, nó nhầu là mà nó còn chu, hiểu không? Đó cái hạt giống sân si nó nổi lên từ tâm nó sanh ra. Nên con người mình nó phải tập mình làm sao mà thương mình nhất là thương người nhất. Thương mình bằng cách nào? Là mình phải thường vui, mình phải thường an lạc.
Mình phải thường an lạc, thường vui thì người ta gặp mình là người ta có sự an lạc, có niềm vui. Vậy Đức nói bảo đảm luôn, ngày Chủ nhật, ngày thứ bảy mà người ta đến là điều cái cảm giác người ta được giải tỏa. Bây giờ quý vị nghe được cái buổi này thôi, bây giờ trong lòng quý vị tự nhiên nó có một cái nguồn năng lượng gì kinh khủng lắm, nó làm cho quý vị có một cái sự mà ngăn chặn tất cả những cái sự phiền não lại. Và tự nhiên mình xem lại cái tâm mình và mình tự nhiên sẽ giải tỏa liền. Mình còn buồn ai, mình còn hẹp hòi với ai, mình còn ích kỷ nhỏ mọn với ai, tự nhiên mình cởi mở ra. Tại vì sao? Vì cái cuộc đời đến thế gian này, mình những cái thứ ở trong cái cuộc đời này mình thấy mình có cầm theo được đâu. Mà mình đi bực bội, mình đi dính mắc, mình nặng nề làm gì? Như cái bà đó thấy chưa? Chỉ có một cái dính mắc cái mền thôi. Không ai ngờ được chỗ là tao. Vậy mà 12 giờ khuya đến đòi mền tao. Ghê không quý vị? Trả mền cho tôi. Không có đơn giản nghe quý sư cô, cả mình là người tu luôn đó nghe chợ. Sư cô trong chùa mình nè, đang ngồi đây nè. Có đau chân thẳng chân đi sư cô. Nói gì đâu. Ai đau chân thẳng chân. Không có chấp. Hiểu không? Vì nhớ cả người xuất gia của mình luôn, những Đức thấy rõ ràng. Cái câu chuyện như Đức kể hoài mà. Lúc trước thì Đức trên Đà Lạt có một sư cô này có một cái nhà vệ sinh nho nhỏ. Khi bả mất đi, đi thiêu xong, thấy không? Y của bả không thiêu chung. Nhà vệ sinh cho mấy bà sư cô kia đi. Khi bả thiêu xong 3 ngày sau quý vị, thì bà báo mộng cho một bà sư cô và nói rằng tại sao thiêu mà không thiêu luôn cái y của tôi. Điều thứ nhất, nghe không? Rửa đi nhà vệ sinh mà không rửa sạch nhà vệ sinh tôi. Kinh chưa? Đó, kinh khủng chưa? Đó là người tu đó. Nó đã là con người mang cái thân tứ đại này thì rất nhiều cái tình chấp. Xem lại đi. Đó, đừng có nói nghe cái đầu này cạo chọc lóc là tứ đại dây không. Chưa chắc đâu nghe. À, phải xem lại đó. Xem lại cái tâm của mình đó. À, những Đức nói với vị nghe, có nhiều khi cư sĩ trong chùa những Đức dọn sạch bóng, nhưng mà quý sư cô lại đồ nhiều hơn cư sĩ. Tự xem lại. À, đây là những điều những Đức nói, xem lại đi. Đó những Đức nói người trong chùa mình thôi đó. Nếu như không dọn gọn cái tâm, cuối đời sẽ có chuyện. Nhưng mà đa phần những người mà chấp nặng của cải, tham chấp nặng nề, đa phần chết kỳ cục lắm. Chết rất là kỳ cục. Lúc trước ở bên kia có bà cụ kia, quý vị biết rằng dọn nhiều đồ rồi mà quên mất tiêu dép. Vậy mà dép trong chùa bà đem mười mấy hai chục đôi dép, bà cắt bà bỏ vô bao bà giữ. Tự nhiên không mang mà bỏ vô bao cắt vậy đó. Cái tập khí nó thành quen, mấy chục năm rồi, nó từng gom từng chút nè. Những Đức nuôi người già kinh nghiệm lắm. Một cây bọc cũng nhét lên cây, một cây bọc cũng nhét vô đồ, thấy cái thứ gì cũng nhét cắt hết trơn ở chợ. Ngộ vậy đó. Mà mình thấy có những đồ không cần thiết mà bả đi đi cắt bả lụm. Tại vì ngày xưa ở nhà quý vị một cái bọc mà đi đi mua đồ mà ta đưa cái bọc bọc xong cái chế nước cái vũ cái máng này cái cây dưới cái máng tùm lum tùm la sao hè chứ bây giờ thành quen thật luôn. Họ thấy cái bọc cái gì cũng tự nhiên cái cắt phơ phơ khô xong xíp bỏ vô đồ nhét tá lả a binh vô đồ chứ. Đó, thấy chưa? Vậy nên dép trong chùa cũng mỗi lần ta đem đến ta cúng cái lấy đồi, đem đến cúng cái lấy đồi cắt không mang, cắt thành mấy chục đôi dép. Cuối cùng bỏ trong cái bao, ghi tên của bả vô cái bao là dép của tôi. Quý vị biết rằng cái lòng tham vậy thôi mà khi chết vì biết sao? Vì biết bả chết sao? Bả chết khó khăn vô cùng. Mà cái hình tướng bả sao biết không? Mà những Đức là làm chưa đáng sợ bằng bả chết đâu. Nó le cái lưỡi dài thòn ra quý vị ơi. Mà con mắt nó mở to ra luôn. Kinh khủng lắm. Mà tai thì gì nè? Gố là gì nè? Chân cẳng thì co lại, mắt thì mở to, miệng thì kinh khủng chưa? Nó tham, lòng tham. Nên quý vị thấy kinh khủng chưa? Cái nhân của lòng tham chưa? Chết mà một cái nghe tàu ô tắm, một cái ai tắm xong bước ra gì á? Gì sao kỳ á? Say sẩm mặt mà. Gì sao ạ? Tư trường nặng nề quá.
Ngộ không? Cái người mà chết xấu nghe, tắm họ liệm xong quý vị, mệt cực kỳ mệt luôn. Và cái đám của họ không có cười được. Tự nhiên mình cũng bị nặng này, cái từ trường gì kỳ lắm. Nó gọi thả chim, chim bay không nổi. Khổ ghê chỗ là chậu. Đó, kỳ lắm. Rồi chờ văn vũ, rồi đứng gió, kỳ cục lắm kìa. Đó, vị thấy chưa? Cái tâm cảm cảnh đó, nó săn hẳn đó, tham lam á, chết kinh khủng. Người nhà đến, nó muốn nhìn mặt, nó nói liệm rồi khỏi đi. Dạ con muốn nhìn, muốn lắm hả? Được, mở ra, mở ra. Cũng là trời, lui. Được, không nhìn nữa, không cho con cháu nhìn, sợ quá. Thấy chưa, kinh chưa? Đây là trong chùa thấy rõ ràng nè, thấy nè, ham chấp sân si rồi đi vào ngu si luôn, thấy không? Nó nghe gì rồi tự mình xem lại đi quý vị. Ô, ghê quá, hiểu không? Nó bởi vì những đứa ở đây mà mỗi tầng thứ hai những đứa kêu dọn đồ là đúng, dọn cho sạch để mai mốt bay dễ. Còn nếu như cái quần cái áo đó mà dính mắt, có chừng nó buộc dây vô chân mình nó gịch lại đó. Chứ mà đừng có nói mà chuyện dẫn chơ. Nó nên có những người ung thư, bản thân nó mà đi ung thư rồi vậy đó mà nghĩ không biết chồng mình nó có ở vậy nó nuôi con không. Anh ơi anh, mai mốt em chết rồi anh có ở vậy hay cứ thêm con khác. Chồng nó nói anh ở vậy anh không có cứ, nhớ ở vậy nghe anh, chung thủy với em nghe không? Em thương anh nhiều lắm. Tàu chưa qua 49 ngày nó đi có vợ. Nhưng mà thường cái thứ này là làm thân chung ấm, là của hồn, có không? Xong nếu như mà chồng này phước si mà đang sống với vợ nhỏ, mình làm của hồn làm ma, mình lỡ làm nè, mày lấy chồng tao á, vậy đó. Nhưng mà đâu có biết đâu, tại vì của hồn mà, thấy chưa? Rồi nếu con vợ nhỏ này mà tâm thức nó yếu thì bằng đêm nó ngủ nó thấy có bà đàn bà cứ dè dặn mà khó chịu với nó. Hỏi chồng, anh ơi sao mà em ngủ bằng đêm em thấy có người đàn bà xõa tóc mà kỳ quá, khó chịu với em lắm. Chồng hỏi, chồng nghi nghi, chồng hỏi tướng thì sao? Tướng cũng mập. Mặt thì sao? Mặt cũng tròn. Tóc thì sao? Tóc hơi dài. Anh nói em đừng có sợ. Hỏi cái gì anh? Vợ anh tới. Thấy chưa? Nó thằng chung ấm làm gì đó. Mà thằng chung ấm này á là gì? Là ma, là cô hồn vớ vượng. Thấy chưa? Thì thấy không? Mà chết rồi cái tâm thức chấp vào cái chỗ là anh ơi, em chết rồi, anh đừng lấy vợ khác, chung thủy với em nghe. Thằng chồng nói một câu, anh ở vậy chung thủy với em, dính cái câu liền, ghê thiệt. Dính cái câu liền nó đến tìm, tại vì ông hứa với tôi là không lấy vợ khác, hiểu chưa? Còn bây giờ nếu bây giờ mà trước mặt cái người vợ mình mà mình trả lời sao? Trong cái cuộc đời này em à, có những cái duyên nợ mà anh cũng không muốn đâu. Hiện tại bây giờ anh á, em á, sống thì thấy cái tình cảnh vợ chồng gì, anh hay vợ á, không có nghĩ cái chuyện mà bước thêm bước nữa gì đâu. Nhưng mà vì cái duyên nợ trong cái cuộc đời này anh cũng không biết làm sao nữa. Chứ bây giờ hiện tại thì anh cũng không mong muốn cái gì chứ. Nhưng sau này anh không biết cái cuộc đời sau này nó sẽ như thế nào. Trả lời cái câu đó gọi là trung đạo quý vị. Chứ đừng có hứa ngon lành, anh không bao giờ cứ vợ nữa. Rồi, cái tâm chấp đó đó quý vị, nó theo suốt luôn. Đó, kinh lắm chứ không có đơn giản đâu. Nên thôi cái cõi đời này nó ghê lắm quý vị ô. Nó chấp cái mền mà còn về dành, còn đòi cái mền kia. Chứ đừng có nói mà vợ chồng, tình ăn ái. Nên cái chuyện mà đời này mà đi Phật giảng sanh khó cái chỗ ái nè. Ái dính mắt á. À, có những bà Phật tử mà đi về chùa giết mà ái ông thầy á, chứ mà chuyện giỡn đâu trời. Đi về chùa với quý ông thầy á, thích rồi quý mến quá, rồi bắt đầu là ông thầy cần cái gì mua lo giết từ từ, giống như mình vợ ông thầy.
trộ giết cái này vụ này, cái bệnh này nó bị dính lắm đó quý vị ơi. Nên những đức mà Phật tử nó đi về chùa là mình giảng cho người ta nghe, còn người trong chùa lo cho mình, còn Phật tử mình không có dính vô. Tại vì sao? Người ta có vợ, có chồng, có chuyện của người ta. Người ta có chồng rồi mà người ta lo cho mình cái chuyện cá nhân nó kỳ lắm, hiểu không? Mà thật sự không có người đàn ông nào mong muốn cái chuyện đó chứ. Không có người đàn ông nào mà mở cái tâm ra được mà cái chuyện mà để cho vợ mình đi lo cho người đàn ông khác, dù đó là thầy chùa, hiểu chưa? Không có ai mong muốn cái điều đó. Mình đừng có nói hẹp hòi gì mà không. Nếu đặt vai trò mình là đàn ông làm chồng của người ta, mình cũng đâu có muốn vợ mình gì đâu. Đi chùa thì nghe pháp tu thì được, nhưng mà đi đến đó mà lo cho ông thầy đó từng chút thì cái đó người ta không chấp nhận. Còn nếu như mình không có chồng gì hết trơn thì cái chuyện đó mình lo mình có ý gì không có sao, mà cũng phải tránh xa một chút chứ đừng có gần quá, hiểu không? Cái đó là mình khéo tu mà vừa giúp mình giúp người. Còn nếu không nó trở ngại quý vị, nó trở ngại á. No, nên mình là Phật tử đi về chùa, cái chuyện mà cá nhân của thầy từ quần đùi rồi này kia đừng có mua. Mua mấy cái đó nó không có hay. Có những cô mà mua xong rồi còn hỏi nữa, sao mua cho thầy đồ mà không thấy thầy bận? Nói trời là trời, tôi muốn bận ngày nào bận kệ tôi, tự nhiên hỏi chi không biết. Mua thì người ta nhận, người ta muốn bận giờ nào người ta bận kệ người ta. Còn gặp mà mình bận bộ đồ ra cái kêu cái Phật tử kìa bà coi kìa, cái quần đó tôi mua cho thầy đó. Kỳ cục vậy à, kỳ lắm quý vị ơi. Nên tốt nhất là thôi đừng có dính cái vụ đó, làm cái gì mất công mệt quá đi, hiểu không? Mình về chùa mình tu đi, mình nghe pháp cái gì mình cúng dường, rồi xong muốn lo làm sao đó lo, muốn mua quần trắng, quần đen, quần đỏ, quần đó thì kệ mồ ổng, đúng không? Mình đừng có dính vô cái chuyện đó làm chi, hiểu không? Còn ví dụ như mà mình có cái gì mình đi đâu xa đi, mình tội nghiệp thầy ổng ốm như ốm nhách, nhưng mặt như đức thì khỏi cần lo. Mặt như đức khỏi cần cho sữa chứ gì, uống nó mặt nữa nó đi không nổi sao lại Quan Âm, hiểu không? Bây giờ mập gì cái bụng bự gì mà lại Quan Âm vợ chu đích lên không? Vì coi bây giờ lại Quan Âm cái bụng này nó bự quá nè, chứ giữa cái bụng nó bự quá, chúi cái đầu xuống thì cái mông đưa lên, mà đưa cái mông xuống thì cái đầu đưa lên, thì bây giờ thôi cái đầu đưa xuống cái đích đưa lên, bây giờ nó đã là khó khăn rồi nè, mà bây giờ mà cho sữa cho đồ ăn ngọt đồ này kia thêm cái bụng nó bự ra, thời gian đi không nổi sao lại? Lúc đó là tôi ngồi tôi gõ đó. Quý vị muốn tôi lại hay muốn tôi gõ? Muốn lại thì đừng có cho ăn đồ bổ nữa, cho ông ốm lại để cho ông khỏe, ông lại cho ngon. Còn nếu mà muốn cho ông khỏi lại thì đem đồ bổ lại cho ông ăn. Ăn thời gian cái bụng nó bự chà bá lên, ông ngồi ông gõ. Gõ cái gì? Gõ cản cho mình lại. Ken lại xuống con, ken đứng lên. Cho mấy bà lộn mèo hết cho bà biết, hiểu chưa? Đó là cái điều mà mình đi về chùa đó, mục tiêu của mình là nghe đạo tu hộ trì tam bảo, đúng nơi đúng chỗ, phải có trí tuệ, chứ đừng có làm những cái chuyện mà mình không cần thiết. Ví dụ như ai lớn rồi cũng phải biết tự lo cho mình, chứ làm gì mà không biết lo, mình đi lo từng ly từng tí. Từ khi chồng mình mới lo từng ly từng tí, cái đó là mình bổn phận làm vợ lo cho chồng nó đúng, hiểu chưa? Chứ đừng có lo thêm cái người đàn ông thứ hai, nghe chưa? Vậy nó không có đúng đâu. Còn ví dụ như mình đến chùa mình cúng dường tam bảo, tự nhà chùa lo cho quý thầy quý sư cô, cái đó là nó rất hợp tình hợp lý hợp pháp. Hiểu không? Đó, nhắc kỹ ghê chưa quý vị thấy không? Bây giờ chúng ta biết nhau những đức từ khi đi xuống Vũng Tàu rồi tới bây giờ tính ra cũng 9-10 năm rồi, thấy không? Mà đâu có cái chuyện mà giữa Phật tử nào mà quá thân đâu. Cái này là cái đặc biệt đó nghe, chưa có đi đâu với một cô nào uống cà phê chứ. Chưa bao giờ luôn, chưa bao giờ đi đâu, chưa bao giờ đi đâu mà làm Phật sự gì mà đi qua đêm hay đi chỗ nào không có luôn. Không có đi đâu hết trơn á. Đặc biệt gây nên người ta cho vợ người ta đi đến chùa tu thoải mái. Ta yên tâm ông thầy này rồi. Chứ mình cái gì chứ mình không có thích cái kiểu mà thí dụ như người ta là phái nữ mà mình nói chuyện ngọt dịu, mình dụ người ta. Không có thích gì quý vị ơi. Thật sự mình không có thích gì đâu. Cái gì thì nó thẳng thắn à. Người ta có điều kiện người ta cúng dường, người ta hộ trì tam bảo tu phước duyên, chứ mình không có dụ dỗ người ta mà nói ngọt cho người ta lấy tiền đem về lễ cúng. Không có nên gì. Những đức nói thiệt nghe, mình nói chuyện ngọt ngọt mà vì tam bảo mà người ta đem tiền người ta cúng, mà người ta trốn chồng trốn con người ta cúng á, lỡ gia đình chồng con người ta mà biết được nó phỉ báng tam bảo còn hơn. Như vậy thì cái được nó còn không bằng mà cái mắt là không có độ được người mà bị phỉ báng tam bảo. Nên mình đi tu là mục tiêu là độ gia đình, mà bây giờ mình tu mà không rõ ràng, cuối cùng gia đình mình phỉ báng tam bảo, nó không nên quý vị. Ví dụ mình có tiền thì mình cúng dường, còn không có tiền thì thôi, đừng có mượn nợ cúng dường. Nghe chưa? Trời ơi, mượn nợ cúng dường, chuyện này thôi, đừng có làm nghe.
Tại vì tùy duyên, Phật pháp là tùy duyên. Ví dụ như cái nơi đó làm tốt Phật thấy hết trơn á. Ví dụ như cái nơi này mà xây chùa Phật không nhìn không thấy hết trơn. Thấy là nơi đây chuẩn bị có đạo tràng mà nhiều người chuẩn bị đến, Phật nhìn rõ ràng, những đức thì không thấy rõ được. Những đức thì rủ về mà những đức chưa biết bữa nay người ta về mấy người về đây tu, những đức đâu biết đâu. Nhưng mà Phật nhìn rõ ràng là bữa nay mấy người về đây tu. Và hai cái dãy nhà này xong bao nhiêu người về đây tu. Rồi nhà này chặt rồi phải xây ra, Phật thấy hết trơn. Cuối cùng Phật sẽ kêu người đem tiền đến cúng à. Còn tại sao có những ngôi chùa mà không ai cúng, không ai cúng hết trơn, xây hoài xây không được. Vì sao biết không? Vì ngôi chùa này Phật nói rằng mày có xây lên thì chùa này cũng không có ai tu, không có ai tu. Từ nơi đó nếu như cố công mà xây, đó là phan duyên từ phước trong mạng mà làm, chứ không phải đủ duyên. Đủ duyên là Phật thấy rõ ràng hết, chùa này xây lên là có người tu liền. Thì bắt đầu là phước đến ập đến gì sao? Nó làm việc cho Phật pháp, nên nó thuận tiện dữ lắm nghe quý vị. Còn nếu như mà cái nơi đây xây quá dư rồi không ai ở thì tức khắc đứng lại liền, thì không ai ở. Đó nên sự gia trì của Phật Bồ Tát Long Thần Hộ Pháp là rõ ràng lắm. Yên tâm đi, mình ở đây mình nhiệt liệt, mình vì người ta mà, mình vì người già mà. Nó nên những đức nói rằng là tất cả người già khắp nơi nơi qua cái lần dễ díu quan âm đợt này nè, ở nhà nói với con cái rõ ràng hết đi, rồi con cháu dẫn lên đây luôn, sẵn dịp lý díu quan âm này xin ở luôn. Nhà xong rồi kìa, hai dãy nhà xong rồi đó, giờ bắt hai cái thang máy rồi, còn hai cái nữa. Nó bắt đầu là gì? Bắt đầu là mình bắt đầu là phát triển hai cái dãy nhà này bự quá trời luôn. Hai cái dãy nhà ở đông dữ lắm. Hai cái dãy nhà đó mà tính ra hình như là gần 700 cái giường, 700 cái giường đặt trong hai dãy nhà đó. Kinh khủng không? Hai dãy nhà mà 700 cái giường đặt trong nhà đó đó quý vị. Đó, đông lắm á. Nó bây giờ tất cả chúng ta chuẩn bị đi. Những người già đồ mà đi được đồ đó, quyết định gia đình được mạnh mẽ nghe, là đi được đó nghe, là quyết định mạnh mẽ vô đây. Nói với con cái là chuyến đi này có đi không trở lại. Ghê gớm vậy đó. Phải vậy mới được. Nó, tụi bay muốn gì vô thăm tao, tao già rồi, nghe tao đi về tới luôn chi? Xe cộ tùm lum, đúng không? Nói thẳng thắn. Như mấy cô bên Mỹ đâu nè. Đã thấy không? Là bây giờ sao? Lớn tuổi rồi cô quyết định. Rét. Rét cái gì dữ vậy? Đúng không? Tiền bạc của cải rét. Rồi gọn hết vô rét ở đây tu. Sau này được lo lắng đàng hoàng. Tuy là sống bên nước ngoài, một cái quốc độ nó phồn qua đầy đủ, nhưng mà mình hãy suy nghĩ kỹ khi cuối cuộc đời của mình. Cuối cuộc đời mình sẽ như thế nào đây? Không lẽ cuối cuộc đời mình là cái quyết định cuối cùng của mình ta? Còn người ta đưa mình vô bệnh viện, người ta đút dây ống vô người mình, rồi người ta làm theo cái cách của thế gian, rồi như vậy thì cái linh thức mình đi đâu? Khi nó đau đớn quá một phát thì lúc đó mình đi đỏ rồi, thê thảm quá quý vị ơi. Mình sung sướng chỉ thời gian ngắn, nhưng mà mình lại chịu thê thảm đời đời kiếp kiếp. Mình phải tính cái con đường này, mình phải suy nghĩ, mình phải để lại bằng căn, căn cái nặng cái nhẹ, tính cho nó kỹ nghe quý vị. Nên tất cả những cô mà mình sống ở ngoài nước ngoài rồi đó, mà lớn tuổi rồi thôi, được rồi, đủ rồi, về Việt Nam đi. Sẵn chùa có chỗ ở này, về đây, về đây niệm Phật đi. Nó, nhưng mà về Việt Nam đó thì mình sống cái hoàn cảnh con người, tình người nó vui nó đông gì, nhưng mà cái vật chất của trong chùa thì mình tương đối chung chung, chứ đâu thế nào như ở nhà mình mà cái gì mình cũng là hoàn toàn. Nên mình ở nhà mình khó giảng sanh là tại vì cái gì nó cũng quá đầy đủ cho mình. Nên nó là giàu sang khó học đạo. Còn bây giờ mình muốn giảng sanh thì nó hạ ăn cấp mà cũng được, được cho mình sống là được rồi. Như ở đây quý vị thấy cái vật chất nó cũng được lắm chứ giỡn đâu trời. Nếu mà nói ở Việt Nam mà nói nhà cửa gì là cũng không đơn giản đâu nghe. À, nhà mà bây giờ trong nhà ở mà đưa thang máy được không? Này cũng là không phải đơn giản đó nghe. À, đó, phòng ốc đồ cũng được á, sư cô, phòng ốc được mà. Giường chiếu đồ đàng hoàng. Mỗi ngày nói chuyện nghe pháp đồ, có khi cách ngày như Đức Hoa cũng chọc cừ đồ há hê. Vậy là được rồi. Đó, mà cái đặc biệt là cuối đời có phòng hộ niệm. Toàn là người niệm Phật đưa tiễn mình đi không? Có cái cô này cũng hỏi như Đức, thầy ơi, bây giờ con đi hộ niệm mà con cũng nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng. Nếu cái người mà gần chết mà dây nhợ đút vô người mà tiếp hơi rồi này kia mà bác sĩ đã chạy rồi, bây giờ con hỏi thầy là con gặp những trường hợp này, con rút dây ra để hộ niệm cho họ, giúp đỡ họ, hay là con để im vậy thầy? Những đức nói cái này phải cẩn thận.
Cẩn thận. Cẩn thận thì sao? Trong gia đình ai là người quyết định? Kêu họ lại nói cái lợi cái hại cho họ nghe. Nói xong có họ ở đó đồng tình rõ ràng, hiểu không? Thì mới được rút dây. Còn nếu như mà mình theo cái ý của mình mà mình đi rút dây, người ta đấu thừa mình sao? Ra tới pháp luật mình chịu chặn luôn. Làm tốt mà có hại thì nên suy nghĩ lại, hiểu không? Cái này là cái mình nên nhận thức đó nghe. Chứ ti hòa thượng ngày giảng thì giảng, nhưng mà mình phải coi hoàn cảnh mình áp dụng chứ. Đó. Còn thí dụ như bây giờ mình là người niệm Phật, bây giờ mình rèn luyện mình không uống thuốc, mình muốn niệm Phật giảng sanh. Nhưng nếu một cái người nào, người ta ở nhà người ta cái này cái kia, hoặc là bệnh đau gì của người ta, gì thế gian người ta chưa tu nhiều, thì cái chuyện sơ cứu cho người ta và đi đưa đi cấp cứu là cái chuyện này phải làm, hiểu không? Còn cái việc người trong chùa mình thì hoàn toàn người ta đều tin nhân quả hết trơn, người ta đã tu rồi, nghiêm túc rồi, thì cái chuyện này nó không có khó. Còn cái chuyện mà người ta chưa tu nhiều, người ta chưa hiểu nhiều, thì cái chuyện này phải làm theo cái chuyện thế gian cho người ta. Nên quý vị thấy không? Quý vị ở thế gian quý vị sẽ trở ngại rất lớn. Quý vị gặp ngôi tam bảo mà quyết chí tu sẽ lợi ích cho mình rất lớn. Đó, không giỡn đâu. Tại vì mình ở thế gian người ta giải quyết theo chuyện thế gian. Mà mình ở một cái đất nước nào làm sao thì người ta làm Iran vậy à. Nó hoặc là có những đất nước nước ngoài đồ, mình vừa chết xong người ta ốp lạnh mình. Người ta bỏ vô cái chỗ mà ốp á, ta ốp mình liền. Thấy chưa? Ta sợ ô nhiễm bị này bị kia. Thấy không? Đó là cái cách làm của người ta, của đất nước người ta nói như vậy đó. Người ta đâu có hiểu về cái việc mà linh thức gì đâu. Nên còn mình tu mình mới hiểu. Nên từ nó đó không có trách ai được, nhưng mà trách cái duyên của mình chọn phương hướng của mình. Nên các cô mà ở nước ngoài, nước này nước kia rồi đó, nước cơm rồi đó, thì coi lại, nếu đủ duyên mình về nước mắm mình ở à, hiểu không? Nên về nước mắm sống cho nó mặn mà tình cảm, hiểu không? Ở đây là nước mắm nè, sống mặn mà tình cảm quá trời luôn, thấy chưa? Nó mình về nghe ông thầy nói chuyện cũng vui vẻ hịch hạc, không mà tao khoái những đức là cũng là hịch hạc quý vị, nói chuyện tiếu tiếu. Không mà con người mình nó có nhiều người mình quý vị ơi, vạch rõ lắm mà không có hiểu cái gì chứ. Cả mấy chú trong chùa này có một cái chú ông trẻ khô mà những đức nói quá trời luôn, ông không hiểu. Ổng thì muốn xuất gia dữ lắm, mà cuối cùng ổng thì gửi nhà vệ sinh. Ông nói nè, con không dám xuất gia. Hỏi sao rồi? Vì gửi nhà vệ sinh cái chết mấy con kiến hoài, sợ xuất gia phạm cái giới sát sanh. Thấy không? Cái chuyện nhỏ vô cùng mà ta không thông được đó. Diệu Đức nói ông rửa nhà vệ sinh chứ ông đâu phải đi giết kiến. Ông đi rửa nhà vệ sinh chứ đâu phải đi giết kiến. Nếu mà ông không rửa thì nhà vệ sinh thì nó quá dơ, ai cũng đi dơ chứ sao chịu nổi. Nên ông đi rửa thì không tránh được cái việc có cái sát sanh. Nên lúc nào ông cũng niệm Phật hết dân là nguyên lý đó, xả cái tâm nó ra. Còn có cái bà trồng rau, bà nói một câu nè: trời ơi, đi vô chùa niệm Phật giảng sanh mà thấy cái mồi sao ngày nào cũng cuốc mấy con trùng hết chứ, cái tình trạng này làm sao giảng sanh đây? Những đứa hỏi bà vị hòa thượng Hải Hiền sao ngày giảng sanh, quý vị đi hỏi hòa thượng Hải Hiền có ngày cứu đất có giết trùng không, đi kiếm ngày hỏi đi. Trời ơi, quý vị coi đất trùng ở dưới mình có biết đâu, thì mình cứu đất mình trồng rau cho chúng ăn. Mình làm công việc này, mình không làm thì cũng có người khác làm. Cái việc này mình phải làm. Nên bây giờ, nên Hòa Thượng Hải Hiền nói rằng buổi sáng ra ruộng, ra rẫy để làm. Đi một vòng niệm Phật, báo tin cho trùng dế, ảnh ương biết, cuốc sẻn đến tránh đi. Không? Nó là cái tâm báo rồi đó. Nhưng mà vô tình cố ý mình cuốc xuống chúng, đều là A-di-đà Phật. Giống ngài Cao Phong á, Hòa Thượng Cao Phong á, ngày xưa khi ngài cúng đất á, ngài cuốc trúng một con trùng. Khi con trùng này trúng xong, ngài niệm Phật cho con trùng, ngài hồi hướng cho nó, cầu nguyện cho nó, chú nguyện cho nó. Khi con trùng này chết đi, đời sau là một con người, mà người nữ, mà một bà già mà còn hơn nghèo, từ con trùng đó nghe, mà được làm người rồi đó. Vậy đó mà bà già này á, bà biết tích phước là gì, của cải ai rớt bỏ này kia, bà có cái tâm mà tích phước. Vậy mà đời thứ ba của bà là ai? Vợ của vua Lương Võ Đế, là hoàng hậu. Ghê không? Từ một con trùng mà nó tăng 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 lên làm hoàng hậu luôn. Tại vì sao? Vì
Vì vua Lương Võ Đế hỏi Hòa Thượng Chí Công, Hòa Thượng Chí Công là Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện đó, tu hành đắc đạo nên biết được quá khứ hiện tại bị lai. Nên vua Lương Võ Đế hỏi Hòa Thượng chứ, hỏi Hòa Thượng Chí Công là hoàng hậu là nhân duyên gì, phước duyên gì mà làm hoàng hậu. Thì ngài mới kể những cái nhân duyên từng là một con trùng. Ghê không? Nghe thấy. Nên bây giờ mình mà cứu đất mình là người niệm Phật, lúc nào cũng đeo máy niệm Phật. Ở ngoài cái chỗ ruộng rẫy của mình để máy niệm Phật tùm lum, niệm tá lả âm binh chứ. Để làm chi? Lỡ con trùng con dế nó chết bất tử, nó nghe có Phật hiệu siêu thoát. Mình có cái tâm đó mà mình trồng rau đây để phục vụ con người sống, họ đang niệm Phật làm Phật đó. Chứ mình đâu phải là mình trồng rau mình bán cá nhân, mình đâu phải mình ăn riêng mà mình tội. Nên cái tội đây chia ra người miếng chứ làm sao. Hiểu không? Ai cũng ăn mà đó. Nên cái tâm của mình tội hay không tội là do cái chấp của mình nặng hay nhẹ. Có người mà tu mà có công phu là chấp nhẹ, còn có người mà không có công phu là chấp nặng, cái thứ gì cũng sợ hết trơn á. Mà mình không sợ mà tạo tội ti tiện cũng không được, mà mình phải khéo léo, phải hiểu biết. Còn có những việc gì đã lỡ rồi, đã qua rồi cho qua đi, mình cố gắng mình niệm Phật thì tâm mình nó nhẹ. Như những đức nói rằng những vị vĩ vãn đã qua, cuộc đời có gặp những sự cố trong cuộc đời cho qua đi, nó đừng bao giờ đem những vĩ vãn đó lôi lại tới bây giờ để khổ hoài. Hiểu không? Nó thí dụ như người ta thương mình cũng dính mắt nữa, mà người ta chửi, người ta ghét mình cũng đem mà để trong tâm hoài, mình hiện trước mặt mình hoài để khó chịu, không có nên đâu. Nên tu hành là biết cởi mở tâm tư. Nên câu A với Đà Phật là gì? A là Vô Di Đà, là lượng Phật là giác. Còn mình thì đụng cái gì đẹp đẹp mình giác. Còn trong cái giác ngộ trong Phật pháp là cái gì mình làm thuận nghịch mình giác ngộ là thông được cái tâm. Còn mình thì gặp cái gì đẹp là mình giác không à. Gặp cái chén đồ ăn nào ngon ngon là mình lụm. Nói không, đó là mình giác cái kiểu của mình là thua à. Nó lây quay á quý vị. Bữa nay 11 rồi đúng không? Còn có 5 ngày nữa. 5 ngày nữa là 16. Hiểu không? Sáng 17 là vô chương trình rồi. Sáng sớm 17 là ngay chùa mới nghe. Ngay chùa mới luôn. Bây giờ có 3 ngày à. Phải làm sao cho nó tròn vẹn 3 ngày. Nên nó phải tính toán đi. Sáng sớm là có mặt ở đây để tu học nghe pháp, nó tròn vẹn 3 ngày. Giờ tôi còn sống tôi làm đó, mai mốt chết queo ngủm của tỏi khỏi làm luôn. Nào bây giờ có cơ hội gặp thờ không, nỗ lực lên cố gắng tu đó, sắp xếp đi rủ người ta đi. Nó có cái cô đó có nói đúng là không công nhận bao tiền xe đi đông thiệt nha, đông thiệt. Như quê nhà Đức chuyến này thấy cũng tội nghiệp. Thường là ở dưới quê nhà Đức lên, nhà Đức ưa bao tiền xe lắm mấy vị. Tội nghiệp người ta. Thì mình là người cũng là từng sống ở quê hương đó. Dù bây giờ mình đi tu mình không có về nhà gì hết, nhưng mà thật sự mà nói, người xưa ta nói câu, ta nói vinh quy bái tổ về làng, chòm sớm láng giềng nở mặt nở mày. Đúng không? Đó. Hiểu không? Cái câu ngoài đời ta nói vậy đó. Còn mình bây giờ mình đi tu mình cũng được cái duyên gì giúp cho nhiều người. Thôi quê hương làng xóm cũng là cái nơi mà mình đã từng sanh ra. Dù mình không về nữa mà mình cũng phải tưởng nhớ. Đó là cái tâm cảm ơn quý vị. Nên thật sự quê hương mà, ở miền quê mà. Thôi mấy trăm ngàn nói vậy quý vị ô. Đi làm hoài vậy chứ mấy trăm ngàn không có dám bưa ra đâu. Khó khăn lắm chợ. Vậy đó mà không bao xe thì đi được 100 người. Mà bao xe thì đi được 300. Ghê chưa? Ha, chúng sanh nó lạ không? Đó, thì thấy không? Nếu mình mà có điều kiện được làm việc mà có ý nghĩa, làm những việc có ý nghĩa được thì cứ làm. Đó, thì những đức cũng làm như đức khuyên quý vị đó. Có cô nước ngoài kia, có bữa đó có nói 500, bữa nay bữa lên nay bà là 600 luôn. Bà nói con nghe lời thầy con xả luôn. Nói à, được bà xả đi. Dẫn nguyên một cái thôn đó đi luôn cũng được. Không, dẫn lên đây những đức nấu cơm mà lo gì. Như đức giảng pháp nó có nghe không thầy? Nó nghe không nghe gì nó cũng nghe. Bắt lo bao phủ cái chùa này. Khi nó vô xong đóng cửa chùa lại. Nghe không? Ôi ôi mà những đức với người ta có duyên lắm quý vị ô. Ngộ lắm, mấy người dưới quê ta gặp những đức ta khoái lắm. Lạ vậy đó. Có nhiều người ta nói trời, tôi tưởng nó là dẫn lên nó không chịu lại thầy. Vì mà nó vô nó ngồi nghe thầy, nó ngồi nghe hoài nó không đi. Nó ngộ ghê á.
ngồi nghe thấy ông thầy nói chuyện tiếu tiếu, quý vị ngồi nghe hoài đó, nghe xong rồi tự nhiên ra lại ngon lành luôn, thấy không? Đơn giản đâu, nghe cái duyên người ta khi đến á, gặp ngay ông thầy có duyên với họ đó, họ nói họ nghe, mình nói gần gũi, quý vị. Nên cái điều đó đó mình nên nhiệt tình mình dẫn ta đi tu, nhất là mấy bà trưởng đoàn á, bà phát động chương trình lên, nghe không? Bây giờ là nói với chồng trước, 16 đi nghe không, chiều 16 đi á, sáng 17 có mặt ở chùa Vũng Tàu, Đồng Nai đồ đó, tối nay ha, 1 giờ đi hiểu không, tối 19 về hiểu không, gần đây mà tối 19 mình về, nó bắt đầu là 1-2 giờ khuya rồi đi luôn, đi tới đây là sáng có mặt ở đây, hoặc là ngon lành thì đi sớm chiều 16 đi luôn, đi đến đây tối ngủ giấc sáng mai tu ngon hơn, tính sao miễn tiện là thôi à, hiểu không? Nhiệt tình đi quý vị, ô ô à. Thấy chưa, tu hành mà phải nỗ lực lên. Nó nên mấy cái cô mà về đây rồi nè, cô này mà nó bên nước ngoài về mà ở được 6 tháng mà ở nhà 1 tháng thôi vô đây 5 tháng tu, bây giờ gán tu đi quý vị. Nó đó là những điều những đức khuyên vậy đó. Chuyến này là 3 ngày nghe, 17, 18, 19. 17 là bên đây nè, nguyên ngày. 18 qua bên trại Tùng Lâm sát bên. 19 về hộ pháp 1 ngày nữa. Rồi lây quay tới nữa nè, 5 ngày. Để bữa nào tôi cầm tấm giấy qua tôi đọc lịch cho mà nghe. Cái năm nay nó kinh lắm. Cái năm nay sao mà nó vô những cái ngày tu dữ dằn lắm quý vị ô. Là lây quay díu âm xong rồi bắt đầu 5 ngày mà dỗ tổ Hùng Vương, nghỉ tới 5 ngày đó quý vị ô. Mà trước nhất là thứ bảy chủ nhật là ngay thứ bảy là ngay ngày dỗ tổ luôn, chủ nhật là ngày ngày 30 tháng 4, nó bắt đầu 30 tháng 4 1 tháng 5 gì đó là ngay lễ gì không, người ta nghỉ bù thêm 2 ngày nữa là 5 ngày, tại vì người ta nghỉ ngay thứ bảy chủ nhật được không à, rồi cuối cùng bù thêm 2 ngày là thành 5 ngày nghỉ, thì 5 ngày đó mình phải tính đám dỗ tập thể, bà con chòm sớm láng giềng rồi đến đây để đám dỗ tập thể, đưa giấy cầu an cầu siêu ghi vô đám dỗ ông cố nội tôi đời cháu chắc gì ghi vô hết. Năm nay tôi chơi cái đám dỗ này hoành tráng luôn đúng không, tại dỗ tổ Hùng Vương giống như tổ đi, bây giờ mình đem cha mẹ ông bà tổ tiên mình cặp vô ngày đám dỗ đó, mình làm mình tổ chức ngày đám dỗ năm nay để cầu a cầu siêu cho ông bà tổ tiên mình luôn, còn cầu an cho ông bà cha mẹ còn sống đúng không, cái ý nghĩa lắm nghe quý vị. Nó ngay thứ bảy, mà nếu mà ngay thứ bảy mà mình tổ chức gì, mình tổ chức bên đây hoặc một đây, hay là bên Đại Tùng Lâm, để ngày chủ nhật bên cổng tu của hộ pháp mình bình thường, hiểu không? Đó quý vị biết rằng là nếu mà mình làm gì đó ngày ý nghĩa lắm, nhớ những đức nữa lên lịch rõ ràng cho quý vị biết là năm nay phải tổ chức một cái đám dỗ tập thể, đám dỗ tập thể ghi cái tấm giấy cầu siêu đó, từ đời ông cốc mình ghi xuống, hiểu không? Ví dụ như 2 vợ chồng người họ Trần, người họ Nguyễn, ví dụ đi, nó đám dỗ dòng họ Trần Nguyễn đó, ghi vậy đó, là ghi từng cái đời mà mới lập sinh ra tới bây giờ dạy xuống luôn, nó cốc kiến vậy đó. Bắt đầu mình làm dỗ nghe không, cái tâm tưởng nhớ nó thù thắng lắm quý vị, còn hơn là người ta ngoài đời người ta nghĩ người ta được đi chơi 5 ngày, vị vô đây tu 5 ngày đi, vô đấy chuẩn bị một kho gạo nấu, tôi chuẩn bị đồ ăn bao la, cà phê sữa mà làm tới luôn, mà nói thật sự mà nói kìa, mình đã hướng dẫn người tu, mình đã lo cho người ta là mình làm tới luôn, tiền bao nhiêu mua cà phê về cho uống, 5 ngày nghỉ lễ là tôi mua cà phê cho uống thả gà luôn, cho tôi bao nhiêu người về tôi cũng mua, mấy ngàn người tôi cũng mua cà phê hết cho uống luôn, làm tới luôn thì ngày lễ mà, còn dưới Quan Âm thì ngày từ bi đừng có ăn uống nhiều hiểu không, nên đến ngày nghỉ lễ người ta không đi chơi mà vô chùa mới nấu ăn đặc biệt, hiểu không, cà phê pháo hoa cho uống, bánh trái nước ngọt, mua phải chẳng mua nho Mỹ ăn luôn hiểu không, nói vậy thu hút phải không, trời ơi bà đó thật, nghe thầy nói vui quá trời vui. Chuyến này tôi đi cả nhà luôn á. Không mà bên nội bên ngoại nên dẫn đi hết. Đám dỗ tổ tiên mà.
dẫn hết bên nội bên ngoại dẫn đi. Thuê xe 50 chỗ dẫn đi hết cả nhà đi. Ồ đến dự cái đám dỗ ngon lành lắm nghe quý vị. Không, tưởng nhớ ông bà tổ tiên đúng không? Đó, rồi lay quay có đầu vía Quan Âm. Không phải vía Quan Âm chưa tới, quên nó lộn. Nghe nói Phật Phật Đản đúng không? À, Phật Đản cũng ngay thứ bảy chủ nhật luôn. Tới nữa. Vía Quan Âm 4 ngày 19 tháng 6. Năm nay tới luôn rồi. Toàn thứ bảy chủ nhật được không à? Nó bởi vì năm nay quý vị tha hồ mà quý vị chuẩn bị chân đi. Tu tới luôn á. Không mà đúng là may mắn đấy quý vị. Gặp những cái năm mà toàn là ngay thứ bảy chủ nhật được không là mình có phước lắm á. Những đứa cũng làm tới luôn, lết bánh cũng làm. À, nhưng mà nó vui quý vị ơi. Nó vui trong lòng mình dữ lắm, thiệt á. Nó bây giờ những đứa có ông huynh đệ mà ông nhận ngữ bây giờ nghe nói ông cũng là chuẩn bị ông lại 2000 lại. Nó kệ ông làm được tốt, quý vị không kệ chúng sanh mà. Ta làm được mình mừng giùm cho anh em. Nghe nói ông đi về chùa ở đâu ở dưới gì đâu ta? Gì quên à. Thiệt mà ông giờ vô miền Nam rồi. Nào, ngồi cả ông ngoài Bắc bây giờ ông về miền Nam. Bình Thuận, nước Bình Thuận. Chùa Quan Âm. Chùa Âm Bình Thuận mà gặp ngay ngôi chùa ông thượng tọa đó cũng là lấy phương pháp mình tu luôn, dùng phương pháp mình tu, áp dụng phương pháp tu của mình luôn. Ví dụ như bây giờ mình đi đến một ngôi chùa nào mà thầy mà ông nhiệt tình, ông cho phương pháp tu mình, ông nói chuyện hịch hạc vui vẻ, gần gũi ông chỉ dẫn mình, quý vị gần gũi đó cứ đến đó hộ trì. Còn mình đi đến nơi đó mà dạy mình nhiều cái tá lả âm binh thì tự suy nghĩ lại. Hay không? Nếu ai mà đưa phương pháp tu nghiêm túc đàng hoàng dạy mà có cái lý tu giải thoát gần gũi dễ, cứ lợn hộ trì, gần cứ lợn hộ trì người ta. Còn nếu mà mình lợn mà mình thấy mà tùm lum tùm la tứ tung lăng tăng, thà ở nhà niệm Phật. Hay không? Nhớ nghe quý vị nói rất rõ ràng. Nên từ nơi đó chúng ta đều có quyền được cười. Tại sao chúng ta không cười? Vì trong lòng chúng ta nó nhiều cái nặng nề quá. Những cái u uất khó chịu, buồn phiền đủ chuyện, nên mình không cười được. Nhưng mà mình không cười được thì nó sẽ đi vào cái chỗ bế tắc. Con người mà không biết cười, không biết vui là con người sẽ đi vào con đường bế tắc à. Giống như mà kẻ mù mà càng đi càng lạc. Nhưng mà con người khi mà sáng mắt thì tự nhiên mình sẽ bước đường đi ra. Nụ cười là giống như mình sáng suốt. Con người sống trong cuộc đời này, người ta nhìn mình đang ngưỡng mộ nhất là mình sống có niềm vui. Không phải nói chỉ có giàu mới vui, chỉ có danh mới vui, hoặc chỉ có đẹp mới được vui. Không lẽ tất cả những người xấu tật nguyền trong cuộc đời này không được vui? Nếu như chúng ta đã là bị bất hạnh, nghèo, xấu, tật nguyền, bệnh đau, mà mình còn khổ để sống những ngày tháng đó thì đúng là khổ càng khổ thêm. Khổ này chưa xong mà chồng chất thêm cái khổ. Thí dụ như giờ chúng ta sanh ra đời là tự nhiên mình không biết cha mẹ mình vậy. Rồi có người ta nuôi giùm mình chứ mình không biết cha mẹ mình là ai trong cuộc đời này. Mình đã là bị bất hạnh khi sanh ra không có cha mẹ mình bên cạnh rồi. Mà mình còn sống những ngày tháng tiêu cực nặng nề thì rõ ràng cái khổ khi không có cha mẹ đã chưa giải quyết xong. Mà mình đã tăng thêm cái khổ là thấy mình bị thiếu thốn và nặng nề. Chúng ta đừng nên mang cái tâm vậy để sống. Mình được sinh ra đời có duyên cha mẹ nuôi cũng được, mà ai nuôi mình cũng được. Cái quan trọng là chúng ta gặp được nhân duyên như thế nào ở trong cái cuộc đời này mới là quan trọng. Ví dụ như có những người cũng được cha mẹ nuôi dạy đàng hoàng mà họ lại hư. Còn ta có khi mù coi mù cút không ai nuôi, người dân nước lã nuôi. Nhưng mà mình lại nên, cái mừng nhất là mình nên người, chứ không phải là mừng mà cha mẹ nuôi mình mà mình hư. Cái quan trọng vẫn là mình sống có niềm vui và nên người và sống có ý nghĩa, đúng không? Này mới là cái quan trọng nè. Đó. Nên những đức nói với mấy anh em á, chuẩn bị xuất gia, đức nói một câu nè. Bây giờ thí dụ như mấy anh em xuất gia, cha mẹ đồng ý, bạn bè quý mến, rồi mừng rỡ vô cùng, cái gì cũng thuận tiện. Còn có những chú chuẩn bị xuất gia gặp bao nhiêu sự trở ngại, rồi cản trở, rồi đủ chuyện,
Rồi có những ông thì có gia đình rồi, bây giờ tự nhiên lúc trước từ vợ nó không ngó ngàng tới, mà chuẩn bị đi xuất gia thì vợ nó xuất hiện. Nó nói mày không được đi ra khỏi cái lòng, chui vô con, chui vô lòng. Nó kêu cúc 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 cúc, chui vô con. Thấy chưa? Ghê không? Mà lúc mà chưa đi xuất gia chứ thì nó mở lòng nó kêu cúc 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 cúc, đi con, bay đi đi. Vậy mà chuẩn bị đi xuất gia nào nó lỡ nó kêu cúc 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 cúc. Vừa nó kêu nó bắt vô vô lòng lại, nó đóng cửa, nó không cho đi. Thấy không? Tất cả những sự việc này của cái bên ngoài nó chưa quan trọng bằng con đường đi của mình. Có những người rất thuận tiện nhưng cuối cùng lại bỏ đạo. Có những người vô cùng trở ngại nhưng cuối cùng lại thành đạo. Cái này mới là cái quan trọng. Nó cuối cùng cái quan trọng vẫn là bản thân mình. Thí dụ như có những người mình tu mình thuận duyên thuận cảnh vô cùng đi tu, hoặc là ăn chay niệm Phật không ai cản trở hết, mà cuối cùng mình lại giải đãi. Còn có những người ta nghịch duyên nghịch cảnh, bao nhiêu sự trở ngại người ta, mà người ta tu người ta giảng sanh. Cái quan trọng vẫn là cái gì? Cái giảng sanh là cái quan trọng. Còn cái thuận cái nghịch trong cái cuộc đời này tùy duyên nó mà sống. Mà cái quan trọng là mình biết đi con đường này để mình thành đạo này mới là quan trọng này. Đó. Nên tất cả những con người chúng ta gặp Phật Pháp có thuận có nghịch. Thuận nghịch không thành vấn đề. Cái quan trọng nhất là mình chọn con đường này mình có đi cả đời không. Đây mới là cái quan trọng nè. Nên mình sống làm sao mà mình sống mà có niềm vui nó mới là đặc biệt. Mà niềm vui nó giúp cho mình một cái nguồn năng lượng cao độ, và nó giúp cho mình cái lối sống tuyệt vời, và nó giúp cho trí tuệ của mình cũng được minh mẫn nữa. Tại vì mình vui mà cái niềm vui nó có những cái nhiệt độ tốt để giúp cho tế bào mình tốt. Tại sao mình không sống những ngày tháng vui? Hôm qua nhà Đức coi có một công đoạn, cái thằng này nó cũng trẻ, nó bạn gái nó chia tay nó làm sao, hay tỏ tình mà tao không yêu ngoài đời á, cuối cùng cái nó bưng nguyên can xăng, cái chế thì đầu cháy súng, cái nó quẹt không quẹt lên đốt cháy, nó trời nó chạy quá trời chạy luôn, cái thấy không, cuối cùng người ta dập tắt cái mặt đen thui, cháy đen hết chứ, thấy không? Thì thấy nó không suy nghĩ ra, tự nhiên nó nghĩ rằng là trong cuộc đời mình thương người đó rồi mình không có người đó là tự nhiên mình không sống nổi nữa. Ủa, trong cái cõi đời này nó quá trời nhiều con người mà, nó không có người này nó có người khác, vẫn còn nhiều con người mà. Nếu như chúng ta bước vào một cái khu rừng mà chúng ta chỉ nhìn có một cái cây đẹp, vì chúng ta không có quan sát được những cây khác, có những cái cây khác nó cũng chưa chắc thua cây này đâu. Nên chúng ta đến với nhau trong cái cõi này đủ duyên thì gặp mà hết duyên thì xa, nhưng làm sao đừng có để lại trái mìn được à? Hiểu chưa? Nghĩa là đủ duyên thì gặp, hết duyên thì xa, mà xa nó cũng đẹp, chứ đừng có xa mà để lại trái mìn, trái bầu tâm sự khổ đau. Nó thí dụ như đã xa rồi mà gặp nhau còn hận thù chửi mắng nhau, đó là mìn đó, gài mìn đó, đúng không? Đó, để cho người sau bị đạp mìn. Người sau là ai? Con cái mình đạp mìn. Nên thí dụ như mình đến với nhau thì vui, chia tay nhau cũng vui, hết duyên thì chia tay nhau vui. Nó hồi sáng gặp cha mẹ của một chú, chú này vô chùa tu là gia đình có thằng trai à, nên ba mẹ ba ổng là quyết định không có cho ổng đi tu. Có một lần nhưng ăn cầm điện thoại điện về đặng hỏi cái gì đó, giấy tờ gì đó, cái ổng nói thầy nghe, tôi nói thầy nghe thì kêu con tôi về nghe, tôi không cho đi tu đó. Thầy Nhân ăn nói chú ơi chú, con đi tu là có phước báo dữ lắm, nó đi tu là quá tốt rồi, sao mà chú không để cho nó đi tu đại đi. Ông nói thầy biết cái gì mà nói. Nhưng ăn xanh mặt xanh mày chứ chả chở sao kỳ cô cái chở. Nhà có thằng trai một mà mồ mả ông bà tùm lum tùm la, nó sau này nó kế thừa gia đình để mà hương khói, giờ nó đi tu rồi mồ mả ông bà bằng thờ tổ tiên ông bà, ai thắp nhang đây? Thầy không biết gì chân nghe, mai mốt tôi vô tôi tìm thầy á.
Bởi vì mình nói mình gặp trường hợp mình nói chuyện nó mình cũng phải để ý, để ý mình coi á, chứ không có giỡn đâu nghe. Thì chú này ông cứ yên vậy, ông tu không có gì, miết tu luôn, tu mình bảo tháp. Xong cái mới đây làm cái chương trình mà sinh hoạt chúng bảo tháp, đứng hát nhảy múa đó, mấy chú không vui, cái ba mẹ không coi được, ba mẹ không coi xong vô đây, mới vô xét à. Mới vô sáng qua bên hộ pháp, qua bên hộ pháp, bên chú này ở bên, tại vì ổng biết số điện thoại bên hộ pháp, qua bên đó thì cái thầy rước ổng về bên hộ pháp. Rồi xong buổi sáng ăn bên đó xong rồi Đức nói chuyện, Đức nói thẳng luôn, bây giờ con đi tu gì sao, đã là mình cản con không được rồi, ngoài đời có những đứa con nó hư hỏng này kia mình cũng cản có được đâu, có những đứa nó có vợ có chồng rồi, mình nó cũng có lo cho mình đâu. Bây giờ thôi, bây giờ mình thì theo cái ý của mình, nhưng mà con nó không theo ý của mình. Nó có những đứa con ngoài đời nó đặt đâu cha mẹ ngồi đó, mà nó đặt tầm bậy cũng phải ngồi. Còn bây giờ con của mình bây giờ nó đi tu, bây giờ nó đặt cho mình cái chuyện nó đi tu, cái điều này cũng là quá quý rồi, đừng có đòi hỏi nữa. Bây giờ nó đã là bây giờ cha con, mẹ con gặp nhau, cách nhau cũng khoảng 2 năm nay bây giờ mới gặp. Tại sao chúng ta không gặp nhau để nói những lời nói an tình nhau đi, hoặc là nói vui, chứ đừng có nên nói những lời nói mà trở ngại nhau, hoặc là bực bội nhau. Nó vẫn là đi tu, không có cản nó được đâu, không có kéo nó về được. Vậy thì đừng có kéo, đã là kéo không được thì đừng kéo, nói một câu ăn tình nó còn thấy đẹp hơn. Vậy Đức nói xong rồi thì ổng ra ổng gặp những Đức, ổng đến gặp những Đức chào. Mình nói văn đôi mình không có ép ai chứ, nó tình lý rõ ràng cho ổng nghe, bả nghe. Xong ổng ra, dạ con chào thầy, nghe thầy nói sao thấy con cỡ mở quá, chắc là qua bển nói chuyện với con ổn. Cái chuyến này định lên là kéo nó gì. Thì Nhân Đức nói ông kéo nó không nổi đâu, ông về già, ông có khả năng kéo nó. Mà thí dụ như nó đi ăn cướp, ăn trộm thì ông đi kéo nó. Còn này nó đi tu mà ông sao có lực kéo nó, thấy không? Cái con đường của nó chọn đúng hơn mình nữa ông u. Nó chọn còn đúng hơn mình nữa, cái duyên phước ta còn hơn mình nữa. Bây giờ nếu mà những Đức cũng đi cưới vợ có con, mà con những Đức đi tu mà những Đức hiểu được, những Đức sẽ nói câu nói đúng, mày chọn hơn tao. Tao nghĩ từng đời ông bà tao đi tới đời tao luôn là cũng một gia đình nhỏ. Còn tao vô đây tao thấy cái nhà này quá đông, mà mày ở trong cái nhà này mày làm được nhiều việc, còn tao chỉ có vợ và một mình mày, mà tao cũng sống gần chết rồi nè. Là tao thấy mày chọn con đường này là mày hơn tao rồi đó. Thấy cả đời tao cũng không có làm gì đặc biệt quá, thôi vậy mày cứ đi con đường này đi con. Nên mình nói với ổng là nó chọn hơn ông á. Nếu bây giờ mà ông kêu nó về mà bắt nó đi cưới vợ, mà có đứa con để nó lo cho một gia đình, thì không khác nào con người người ta nhìn hư không, mà ông lại kêu người ta nhìn nóc nhà. Ông nghĩ đi, cái góc độ con mình nó nhìn được hư không, còn mình thì kêu nó nhìn nóc nhà. Nó nhìn hư không nó vẫn cao hơn mình, rộng hơn mình chứ. Tâm nó như biển, tâm mình như là hồ ao thì chưa đạt đâu. Nó bây giờ ông bà tổ tiên có thắp nhang hoài, cái đó là cái đạo của thế gian. Bây giờ mình muốn cho ông bà tổ tiên mình đi lên cái cảnh giới tốt hơn, tại sao mà mình không chịu mình tu để mình hướng ông bà tổ tiên mình cái linh hồn chưa siêu á, tu đi đặng đến cõi thù thắng hơn. Còn bây giờ mỗi ngày hưởng khói hả, muốn cho ông bà tổ tiên mình hưởng khói hả? Nhiều người nói trời ơi phải nhang khói đồ cho ông bà tổ tiên chứ, để chi mà lạnh lẽo dữ vậy, không lẽ tối ngày kêu ông bà tổ tiên mình hưởng hương, hưởng khói, hương khói đốt đèn rồi. Tại sao có những cái cảnh giới tốt đẹp mà mình không mời ông bà tổ tiên mình đi đến chỗ đó cho nó ngon, hiểu không? Mở rộng ra một chút đi chàng. Nó, chứ làm sao mà mình hẹp dữ vậy. Nó, có những cái cảnh giới tốt đẹp không chịu mời người ta đi đâu, mà tối ngày cứ đốt cháy tiền vàng bạc xuống âm phủ hết trơn. Đốt năm nay mua giấy tiền vàng bạc, mua thêm cái nhà, mua thêm hai đứa hầu để đốt xuống cho ông cố nội của mày nhờ, thấy chưa?
Tao là trừ những cái cảnh giới ngon lành cõi trời cũng ngon, mình không đưa lên đâu. Mình cứ để đi xuống với ông phụ ở dưới á. Năm nay ba hiếu với ông nội của mày, ông cố nội của mày, tao đốt một đống giấy luôn để cho ổng với ông xài, với ổng cần để mua rượu, để mua lấy tiền này mua rượu. Tối ngày nghỉ tầm 7 tầm 3, không biết vị thấy chưa? Sao mình không chịu niệm Phật, mình tu nhân tích đức, mình hồi hướng cho người ta, để mình mong cho ông bà cha mẹ của mình đi lên á, đi lên trển á, đi lên trên chờ ở, làm tiên nam hay tiên nữ cũng ngon. Còn hơn ở dưới âm phủ, ở dưới mỗi ngày sống cái cảnh giới mờ ảo. Hoặc là mình niệm Phật, mình cầu nguyện cho ông bà tổ tiên mình cùng niệm Phật với mình để cầu sanh cực lạc, mà sao mình không chịu mà làm điều đó đi, hiểu không? Thì lục đạo luân hồi nó có cõi giờ cõi người cũng ngon, nó Atula tuy săn hẳn chút mà cũng ngon, còn hơn là tam độ ác đạo, hiểu chưa? Nó đó là cái điều mình cỡ mở ra một chút đi quý vị. Con người người ta nó bị cứ buộc ràng chắc cứng ngắc luôn vậy đó, cứ là hương khói từng đời cứ theo cái tình cảnh đó ở ngoài thế gian. Không phải là mình kêu người ta bỏ bê ông bà tổ tiên, nhưng mà nếu người ta nghe đạo, người ta tu được thì điều đó tốt quá, hiểu không? Cái quan trọng nhất là cái người còn sống phải sống, phải làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Thí dụ như quý vị coi, người thân của mình đến với mình, khi người thân mình thọ mạng đến lúc phải chết, thì bây giờ mình thấy rõ ràng người thân mình đã chết rồi, thì họ chết rồi mình phải sống cho tốt, mình phải sống cho đặc biệt, mình còn làm những việc đặc biệt để hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình đã chết. Bây giờ họ chết rồi, mình mỗi ngày mình ngồi mình khóc có được gì không? Không. Nó chùa mình bên kia có ông bà cụ, bà cụ này tên bà cụ Trôi, mới chết nè, mới mắt mới đi tiêu á, thì toàn là già già để vô chùa không mà tuy nhiên đức nhắc hoài, nhưng có những bà cũng nặng. Thì vị biết rằng là con bà đem vô cho bán cái mền, bây giờ đức nói với mấy bà cụ trong chùa tuyệt đối hôm nay mà con cái không có mua cái gì mà cho mấy bà chứ, tại vì con mấy bà thương quá, cho là một món quà bà quý, bà cắt bà giấu bà dính mắt. Thì vị biết rằng là khi bà mắc xong á, thì cái mền á, giặt đồ đàng hoàng, mấy cô đưa cho một bà cụ bà nằm bà đắp. Thì hôm qua 12 giờ khuya bà kia đang ngủ, thì bà về, Trôi bà về, đứng ngay đầu nằm, bà kêu trả mền cho tôi, trả mền cho tôi. Nghe gần ốc mình không? Nghe hết buồn ngủ luôn. Lạnh quá. Bà kêu vậy đó. Bà kêu, nó gì á, kêu chợ. Bà nói lắc ta nghe. Trả mền cho tôi, trả mền cho tôi. Ghê không? Kêu vậy đó, cuối cùng cái cảm với cảnh giới quý vị. Cái bà kia bà này cũng có duyên nhau sao, đúng không? Thì mở mắt ra thấy bà này phải đứng đòi mền đó trời. Xong rồi sáng mới cầm mền là đưa cho mấy cô, nó trời trời thôi trả cái mền. Nguyên đi bà không cũ được mà đòi trời là trời tôi trả cái mền. Thôi cái mền cũng đòi thấy ghê quá. Sáng ngày Đức gầy cho một chặt, bà chết rồi mà bà không cho đi về cực lạc đi, mà bà đây bà đòi mền. Cái mền mà để cho người ta đắp để có phước, con bà đâu có thiếu thốn cái mền đó đâu mà bà đòi. Nói bao nhiêu lần mà còn dính mắc cái mền. Nó, bà mà không đi á nghe là bà làm cô hồn làm ma bà khổ đó. Bà muốn gì tối nay bà đến bà gặp những đức nè, búa cho một búa cho mà chết thêm một lần nữa. Xong mắt tiêu luôn, không thấy tình hình gì nữa. Hiểu chưa? Xanh mặt xanh mại. Giỡn đâu, nó thấy chưa? Lâu lâu có một ca đó. Mà từ xưa tới giờ những đức xuống đây 8-9 năm nay mà chưa bao giờ có trường hợp này đâu nghe. Nhưng tỉnh Thất ngày xưa những đức ở trên đó là có nhiều. Nhưng mà xuống đây lâu thấy ghê. Bao nhiêu bà cụ mắc mà xuất hiện bà này đó. Thấy không? Nói quý vị thấy 49 ngày có đơn giản không? Trời ơi, có nhiều người nghĩ ở lúc còn sống, sống thì là ăn chơi được, có tiền xài được, chết rồi hết, làm cái gì cực khổ vậy, đúng không? Nó hết hả? Hết không? Rồi hết.
chấp nào nó dính vô nấy, nó thấy chưa? Nà, bây giờ chúng ta là mỗi người niệm Phật phải bị chấp cái gì? Đang hỏi là mình có cha đang chấp cái gì? Ở nhà tôi ở rộng rãi thoải mái, tôi vô chùa tôi kiếm cái phòng ở, tôi dính cái phòng, làm ma giữ phòng đó, giữ chùa làm ma giữ chùa đó. Được quyền có, được quyền dùng, nhưng phải buông, buông cái tình chấp thì được. Nhớ nha, buông cái tình chấp thì được. Tại vì còn mang cái thân tứ đại thì phải sử dụng, phải ở. Điều kiện tiện chút cũng được, mà hơi khó hơn chút cũng được. Mục tiêu là tu cầu giải thoát, cái này là quan trọng nè. Có đồ mới, đồ mới, có đồ cũ, có đồ cũ, có dầu thơm xịt vài cái cũng được. Nhưng không có dính mắc những thứ này thì được. Nhưng xài rồi mà dính là kẹt. Xài rồi mà dính là kẹt. Một cái mền, thấy chưa? Tâm thức cuối cùng là cái mền. Quá mạnh thì đeo theo cái mền. Tâm thức là ngôi chùa, quá mạnh thì đi theo cái chùa. Có nghĩa là tâm thức chỗ nào đi theo chỗ đó. Phật chỉ mình là đoạn lòng tham, chứ không phải là chuyển đối tượng tham. Mình chuyển đối tượng tham thì mình kẹt rồi. Mà trong 49 ngày chưa đi, nhờ công đức niệm Phật mà còn thân chung ấm đó, nếu đi rồi cực điểm của lòng tham là vừa chết đỏ liền, đỏ liền luôn. Còn bây giờ may mắn thay là có tu nên thân chung ấm còn ở trong chùa, nên nhờ người tu phước tu duyên hồi hướng, biết đâu 49 ngày được siêu thoát. Còn nói cái chuyện giảng sanh mà thân chung ấm thì cực kỳ khó. Thân chung ấm mà cận tử nghiệp là cực kỳ khó, nhớ nghe, khó lắm. Tại vì nó yếu quá. Còn lúc còn con người này nè, nó mới mạnh nè. Mà nhất là người khỏe nghe được gì nè, phải nhìn thấu. Trong cái cõi này cái gì mới bị cầm theo được, mới bị đi chấp nó. Còn sống thì còn dùng được một chút gì thôi, phương tiện. Còn chết rồi buông. Nên mình mà sống trong cái cuộc đời này, mình có điều kiện, có tiền bạc mà tu phước tu duyên, cái mà mình cầm theo được nè, mình tạo ra mình cũng không có thiếu đâu. Càng tạo càng có. Tu phước tu duyên càng tu càng có, không có mắc mà cầm theo được. Còn cái của đó mà không làm, cuối cùng cũng qua tay người khác à. Mình không có được cái gì. Nên người trí tuệ biết tu phước tu duyên là bậc trí. Còn mình không có tiền, mình tùy hỷ. Cái tâm mình thấy người ta làm mình mừng, như vậy mình cũng có phước. Đó, đây là những cái điều này quan trọng ghê. Nghe để rồi mỗi người mình nhận thức. Nên những đức hỏi mình bây giờ mình mày ham cái gì? Mày đang dính cái gì mạnh nhất? Bước vô phòng nhìn tới nhìn lui, sao thấy cái gì trời, thấy cái gì mà thích được chứ, không có gì đâu thích. Nó bị vô phòng như đứt bị ngang 4 thước mấy 5 thước, bị dài 6-7 thước, được cái giường ngủ, cái bàn giảng, không có cái ghế ngồi, dính gì giờ quan sát hết còn dính gì không, rồi hỏi trong chùa này mày còn dính ai không, mình xem thử á. Rồi chùa chiền này bây giờ có được ở gì, mày có mê dính mắt không, xem lại hết để coi nó còn nặng cái gì, sở nó ra từ từ, để tới cuối cùng trời chết một cái đi vòng vòng chùa đêm hôm, đi quằng 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 xung quanh chùa, thấy thầy Đức đi trên mặt đất. Gặp Phật tử đến chào mấy cô. Gặp mấy bà quen quen này nè, Thư và Chuyển đâu, gặp đến chùa tu, thấy không? Nửa đêm đi, mấy cô vẽ là ma, tại vì nó dính mắt, thấy không? Nên cái này là cái mình mỗi người tự xem lại cái tâm của mình. Con cái, gia đình, người thân, vợ chồng thương yêu, nhưng mình phải biết cái cõi đời này duyên hợp thì gặp, mà duyên hết thì xa. Phải luôn luôn nhận thức cái này cho cực kỳ sâu. Thì có người mình không có buồn ai để trong tâm, mà không buồn thì vui à. Mà không vui thì buồn à. Chắc chắn luôn à. Hiểu không? Nếu mà bây giờ quý vị mỗi ngày mà muốn uống cái viên thuốc vui thì niệm Ai Với Đạo Phật đi là nó vui đó. À, mà vui thì không buồn, mà buồn thì không vui à. Chắc chắn nó là vậy đó, nói quầy vốn mà đúng. Quá đúng luôn. À. Nên tại sao mà từng nào thứ bảy chủ nhật mình cũng đến vì mình cười. Cười là vui chứ gì. Có ai nói cười mà khổ không? Ít ai nói cười mà khổ lắm. Nên người ta mới tán thán một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ. Hiểu không? Thuốc bổ gì uống cũng không bằng cười chứ. Cái cô kia bị ung thư nghe. Cái khối u ung thư.
Vậy mà có nghe mình giảng có cười không, mà về bây giờ bà nói 4 tháng bây giờ cái khối u tự nhiên mất tiêu. Lạ chưa? Nà, cái khối u là cái gì? Cái khối u là cái gì? Cái khối u là buồn á. Là buồn nên nó u á. Nó buồn nên nó bị thành khói á. Hiểu chưa? Chưa? Buồn, buồn mà chấp mà thành khói, buồn thành khói thì nó mới u. Thấy chưa? Buồn thành khói nên mới u. Vậy thì bây giờ vui, vui thì nó tan khói thì nó hết u. Thấy chưa? Nói sao mà nó ngộ ghê. Dằn ngộ ghê, đúng không? Đó, nên mình á, mỗi ngày mình xem lại coi mình có buồn giận ai mà để trong tâm không. Mình coi hoài, mình coi còn buồn giận ai để trong tâm không? Sở ra liền, sở liền, càng sớm càng tốt. Bây giờ người ta là người ta, lúc người ta vui người ta buồn mình có biết đâu. Lúc chồng nó thương thì nó nói này nói kia nó dễ thương. Còn lúc nó bực bội lên nó chửi mình nói tại sao lúc trước thương bây giờ chửi. Trời ơi, thì bây giờ nó nói đơn giản, nó nói lúc trước tao thương là tao thương, còn giờ tao chữ là tao chữ. Nó không là vậy thì thương cũng được mà chữ cũng được. Còn mình thì sao? Vậy là quá tuyệt rồi. Tại sao mình lại bị người ta thương mà chữ nó câu thúc mình? Khen cái vui mà chữ cái mặt chậm dầm vô ụ như bà mụ vậy đó. Hiểu chưa? Đó, nên xem lại đi. Nên từ nó đó tu hành là nó cởi mở tâm tư. Có nhiều người ta nói người ta ung thư, bệnh này bệnh kia, vậy mà người ta nghe mình giảng rồi lễ Phật niệm Phật lễ Phật gì mà ta hết. Mà hết tận gốc nó mới đặc biệt chứ, mà lại có một phương pháp nữa. Thấy hay không? Tại sao mình không áp dụng? Ôi, những đức nói là cuộc đời mình quá hạnh phúc mà. Thật sự mình quá hạnh phúc. Mình hạnh phúc là mình được gặp Phật pháp. Cuộc đời của người ai cũng sẽ chết một lần mà mình còn gặp Phật pháp nè. Cái quan trọng là mình gặp Phật pháp nè quý vị. Nên mình sống những ngày tháng tuyệt vời. Mình có điểm nương tựa trong cái cuộc đời của mình, an tâm nhất đó là gì? Phật pháp. Chết chờ vợ chồng con gì nó chết với đất kỳ tử mình sao mình nương. Quý vị coi trong cái mùa dịch là vì biết liền cái gì đâu trời. Cái mùa dịch thấy rõ ràng luôn. Người thân đi chăn được cũng bịt khẩu trang cách xa 2 mét. Đúng không? Còn lỡ mình mà bị dịch một cái, ô xịt ra, xịt ra, xịt ra. Gì? Dịch. Thấy chưa? Thấy không? Người thân mà không giết. Ngộ ghê ha. Mình nhìn đi, mình hãy quan sát đi, hãy cho kỹ đi đó. Nên con người á, sợ nhất là cái chết. Nên đụng tới cái chết cái là con người ta phải tránh xa mình. Hiểu không? Vì, bởi vì cái sự mà an tâm nhất của chúng ta đó là gì? Là chúng ta học Phật, tin nhân quả, tin vô thường. Tất cả cái này mình đều tin hết. Bây giờ chúng ta ngồi ở đây có những người chúng ta này, nhớ hôm nào mình mười mấy tuổi tung tăng trẻ trung vô cùng. Mà bây giờ có những người chúng ta bốn mấy năm mươi tuổi, mình nhìn cái da mặt mình nhìn mình coi soi gương coi. Dù là mình biết tu mình trẻ một chút đó, nhưng mà nó cũng sạm rồi, nó cũng già rồi. Rồi tay chân đồ bị coi. Hồi lúc trước còn trẻ, còn con gái mười mấy tuổi, trai đẹp lắm, nõn nà. Vậy mà bây giờ bốn mấy năm mươi tuổi nhìn cái tay nó già đó, nó khô á, đúng không? Nó mà không tu cái nó y gan khỉ già. Đừng nói chuyện giật giơ. Ừ. Trời ơi, có nhiều người mà người ta khổ quá vì mà người ta tiêu cực á, không biết tu á, nhìn cái mặt y gan khỉ già. Nó xấu mà nó khô khan cần còi, đi chợ là chợ lết lết lết. Nhìn thấy ghê lắm. Nó lúc còn con gái á, mập mạp tròn trịa rồi nó mê nó thương đúng không? Có một hai đứa con rồi trời ơi nhìn. Thì ghê, không biết tu cái nữa. Nó chảy ra thấy ghê mới gần chết. Nói gì vậy đâu, nhìn lỏng thỏng đi gì đâu mà thấy ghê. Đúng không? Ờ, không phải giỡn đâu à. Nên mình hãy nhìn cái vô thường đó đó. Rồi mình thấy cuộc đời của người phải không? Càng ngày nó càng đi đến tuổi già, thấy chưa? Lúc mình đẹp người ta nâng niu chiều chuộng, mà ly khi mình xấu rồi người ta muốn bỏ bê mình nè. Nó đương thờ thì cái đón người đưa, mà hết thờ đi sớm về trưa một mình. Nó có mà sao không có. Nên mình gặp Phật pháp là mình thấy lúc nào Phật cũng chung thủy. Phật A Di Đà ngày chung thủy, lúc nào cũng mình cũng niệm Phật là mình thấy mình an, mình vui. Còn con người ta thì lúc này lúc khác, hiểu chưa? À, nên á, mình gì là hạnh phúc quá rồi, đừng có buồn nghe. À, buồn chi? À, nên bây giờ có chùa bự gì buồn làm cái gì? À,
Thích sống ngoài đời thì sống, thích vô đây thì sống thì sống. Sướng quá, gọi gì. Vô đây mỗi ngày nấu cơm sẵn hết này. Nghe pháp xong bây giờ này ta chuẩn bị đồ ăn ở dưới sân. Em nghe pháp xong rồi xuống dưới là có đồ ăn liền. Hôm nay nghe nói nấu cái món gì cũng đặc biệt. Hả? Thấy không? Chùa mới này người ta mới nè. Người ta mới nên cái gì người ta cũng phải mới mẻ lắm. Nên nó thứ bảy đến đây cộng tu tuần nào cũng có món lạ. Thấy không? Lỡ mình tu mình không biết mình nói cúng dường hay không cúng dường gì không biết, nhưng mà cái chuẩn bị món đồ ăn cho mình trước. Ông thầy ông lên ông nói chuyện cho mình cười. Mà nói xong có cho cắt nào không? Không cho tôi cắt nào chứ. Một ly trà đá còn chưa có gì nữa đi. Vậy mà nói mà không cười lên, nó muốn lên nó đá mình á. Chứ đừng nói chuyện dưỡng chơi à. Nói mà cho cười mới phát, mới lại nghe. Còn nếu mà nói mà ngủ gục là kỳ sao nghĩ đến á. Không có giỡn đâu nghe. Nên bây giờ mình phải nhiệt tình. Nó đối với con người mình thấy không? Bởi vì những đức nó đi vô chùa, đúng là chùa là tổ ấm ta về, đúng không? Tự nhiên mình đi đâu lang thang khắp nơi nơi, đi chỗ này chỗ nọ. Cuối cùng mà đến khi mình mà thí dụ như trong cuộc đời mình mà có những sự việc gì trong cuộc đời đến với mình, tự nhiên mình đến mình quỳ trước Phật, đúng không? Nghĩa là lúc bình thường vui vẻ thì ít ai mà đến quỳ trước Phật lắm. Nhưng mà lạ thay lúc mình có chuyện gì mình xảy ra với cuộc đời của mình, mình lại mình đến đó mình quỳ trước Phật. Phật ơi, cuộc đời con khổ quá Phật ơi. Khổ quá Phật ơi. À, mà ngộ thay người ta quỳ trước Phật người ta lại khóc nghe. Người ta lại cảm động, người ta lại chúc bầu tâm sự. Tại người ta thấy nói với Phật, Phật không có đi nhiều chuyện. Cũng hay, nghĩ là hay. Đúng không? Này coi cô kia có nói con sợ thầy quá. Từ đêm tới con không dám nói gì cho thầy nghe chứ. Con đến con tâm sự với thầy, con nói với thầy. Con nói với thầy là đừng nói cho ai nghe hết. Mà thầy nói, ừ thầy không nói cho một người nghe. Những đứa nói đúng rồi, tôi nói không nói cho một người nào nghe hết, mà tôi nói cho cả đại chúng nghe. Mà cô mới nhớ nhờ cái câu chuyện của cô á, mà nhiều người ta được lợi ích. Tại vì trong cái cuộc đời này, cái khổ của cô không phải chỉ có mình cô đâu. Bây giờ cô đến cô gặp cô nói cái khổ của cô, mà tại sao cô lại hẹp hòi quá nên cô khổ hoài. Đúng ra cô nói cái khổ của cô để nhờ những đức đem cái khổ của cô mà giải tỏa giùm cho cô, thì những đức cũng nên đem cái khổ của cô để giải tỏa cho nhiều người khổ như cô. Vậy thì cô càng mau hết khổ. Mà cô lại sợ là người ta biết được cô, nhưng có ai biết cô đâu. Bao nhiêu con người ai mà đi tìm cái người đó làm gì? Người ta chỉ nghe cái câu chuyện đó và người ta nghĩ câu chuyện đó cũng của người ta. Rồi người ta được cởi mở tâm tư mà nhờ câu chuyện của cô mà nhiều người được cởi mở tâm tư. Nên khi cô nói thì những đức nói rằng à, thầy không có nói cho một người nào nghe đâu, nhưng mà những đức sẽ nói cho cả đại chúng nghe. Đó, hiểu không? Thà bây giờ những đức chấp nhận để cho cô nói như đức nhiều chuyện, nhưng mà cái nhiều chuyện này nó lợi ích cho nhiều người. Mình bị người ta nói mình nhiều chuyện cũng được, nhưng mà lợi ích cho nhiều người thì cái câu này cũng như gió thổi mây bay thôi, có ăn thua gì. Đó, thì vì người ta là mình phải vậy đó. Nhưng mà nó đâu có tác hại gì đâu quý vị. Tại vì mình nói mình đâu có hại tên. Không, những đức chia sẻ Phật pháp là ít bao giờ những đức hại tên cái người nào mà cúng dường đủ này kia lắm nghe. Không bao giờ có đâu. Những đức kinh nghiệm rồi, không có chịu hại tên. Và có những người thật sự người ta không có thích đâu quý vị. Người ta không có thích người ta cúng mà hại tên ở đâu. Còn có những người ta cũng thích, nhưng mà mình cũng đừng nên tập nói để cho người thích hay không thích, để cho họ quen đi. Mình chỉ phương tiện nói cái đó vậy đó. Có người cúng gì 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 vậy thôi, chứ đừng có nói là tên của ai cúng. Nó tốt lắm. Một là người ngã mạng thì cúng được hết ngã mạng. Còn người mà không ngã mạng thì người ta cũng vừa lòng. Nó từ nơi đó mà những đức đi con đường trung đạo vậy đó quý vị. Nó nên trong cái cuộc đời này tất cả cái khổ của mình á, là nhiều người đang khổ như mình lắm. Nên đừng có bao giờ ai nói rằng thầy con là người khổ nhất nè thầy ở thầy. Trong cái cuộc đời này từ khi sinh ra con là người khổ nhất. Vừa lớn lên 3 tuổi mẹ chết, 5 tuổi cha chết, 6 tuổi bị bán làm người ở đợ. Hiểu không? Kể tùm lum chuyện cứ cho rằng cuộc đời mình là khổ nhất.
mình là mình nói mình là người khổ nhất thì mình là người tiêu cực nhất trong cái cuộc đời này, hiểu không? Tại sao chúng ta không quên tất cả những cái dĩ vãng trong cuộc đời đó đi, mà mình hãy nhìn cái hiện tại là cuộc đời mình đang được cái gì trong lúc này, bây giờ mình đang được cái gì để giải quyết hiện tại. Còn cái dĩ vãng nó đã qua rồi, mình đi nghĩ những cái điều khổ của cuộc đời mình chi ạ? À? Đa phần là ưa bị cái nghĩ cái khổ, hoặc là đắm hù đời năm thình bảo lục nào cũng kéo tới bây giờ, kể ra rồi khóc, thấy chưa? Hãy nhìn cái hiện tại mình đang được cái gì nè, mới là hạnh phúc, hiểu chưa? Nên những đức cũng từng kể cuộc đời những đức, đó là một cái hành trình để nêu lên để mình gặp Phật pháp được lợi ích. Đó là một phương tiện dẫn dắt để mình gặp Phật pháp được lợi ích sao sao, để tán thán Phật pháp. Chứ không phải tôi nói đi tôi khóc tôi buồn. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho chúng ta ai nghe được tịnh độ cũng lòng tin kiên cố cả đời niệm Phật, khi cuối đời chúng ta đều hẹn gặp nhau Tây Phương Cực Lạc nha quý vị. Dạ ai về đâu Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Mỗi tuần thứ bảy bên mới chúng ta tổ chức cộng tu giống hệt như bên hộ pháp cộng tu chủ nhật. Nên bây giờ Phật tử càng ngày chúng ta càng biết ở đây và đi đến đây đông. Thứ bảy giờ càng ngày càng đông. Bên đây cũng là một cái vị trí chùa mới, nên chúng ta vừa dẫn các cụ già đến, có nhiều người già người ta đến đây mình cũng chỉ người ta, dẫn dắt người ta để cho người ta khi tuổi già có cái chỗ này cho người ta nương tựa, người ta ở, người ta tu. Như Đức thấy nhà cửa hòa thượng cắt rất là rộng rãi, hoàn cảnh đây cũng thoáng mát, nên là người già ở tuy nhà 4 tầng nhưng mà cũng đi thang máy đâu này kia, các cụ cũng tiện lắm. Trong phòng rồi cũng có nhà vệ sinh đồ sẵn hết. Đó là cái việc mà mình dẫn người ta đi để chỉ người ta một đường lối cho người ta tu hành, gọi là pháp thí thắng mọi thí. Rồi thêm cái nữa, mình về đây mình nghe pháp cởi mở tâm tư, rồi từ nơi thăng bằng quyến thuộc mình mà chết chưa siêu thoát, hay là hương linh thai nhi mà những người nữ mình lỡ mang nghiệp phá thai, mình về đây mình đều cầu an cho người còn sống, cầu siêu cho người đã chết, rất là đặc biệt. Vì đây là một đại chúng lớn, nên khi mình nghe pháp mình hoan hỷ, thì quán thân trái chủ mình người ta cũng hoan hỷ. Nên mình niệm Phật mình tu, người ta cũng tu. Nên đem toàn bộ cái công đức tu hành này của chúng ta, nguyện cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ, cảm ơn Ngài đã xây chùa và chúng ta về đây có nơi nương tựa mình tu. Và cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị, nhờ công đức này mà thân tâm thường an lạc, sống vui vẻ niệm Phật cả đời, cuối đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào thử nạn, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát Bồ Đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc, về thế giới cực lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Như đặng Phật tự chúng ngà kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất tiết Phật tự công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng tình Phật đạo, như đặng ngũ tình chúng ngã kim tí nhự cung, từ thực biến thập phương nhất tiết hộ tình cầu, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng tình Phật đạo, như đặng cô hồn chung ngã kim tí nhự cung, từ thực biến thập phương nhất tiết cô hồn không, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng tình Phật đạo, an một lục lăng ta bà ha, an một lục lăng ta bà ha,
An nga nga nắng tam bà và việt nhật gia hồng. An nga nga nắng tam bà và việt nhật gia hồng. Bà và việt nhật ca ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tự nạn ơi, tập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh vô vị ơi, tại nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay sinh phát nguyện vãng sanh, cõi sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Cái công đức phóng sanh rất là lớn, nên tất cả những người chúng ta sanh đến cuộc đời này, mà có những người chúng ta vì sao rất khỏe mạnh, vì nhờ công đức phóng sanh ăn chay. Vì sao chúng ta sanh đến cuộc đời này mà bệnh hoạn, èo ọt khó nuôi, rồi thấy lùng lé hô súc, là từ đâu? Từ sát sanh. Mà từ nơi đó mà bệnh hoạn. Nên bây giờ mình mà bị bệnh hoạn ung thư hay bệnh này bệnh kia, mà bác sĩ chạy rồi đó, mình đừng có ăn con này con nọ để mình tẩm bổ thêm nữa, mà mình nên nghe đạo được phát tâm ăn chay trường, và nên phóng sanh. Từ nơi cái tâm đó mà nó chuyển cái nghiệp thì chuyển bệnh. Mà khi mình ăn chay rồi tâm trạng mình nhẹ nhàng dữ lắm. Rồi tập thêm niệm Phật, nhớ Phật niệm Phật, không có lo âu sợ hãi, mà biết ăn chay niệm Phật phóng sanh. Thì từ nơi đó là nó nếu mà cái thọ mạng còn thì tiêu nghiệp hết bệnh, mà thọ mạng hết thì con người ai cũng chết mà, thì chúng ta được Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh. Nên cái công đức phóng sanh là cái công đức hạnh vô ý thí, giúp cho mình được bình an. Nên mình đã bệnh đau mình lo sợ mà còn sát sanh thì nó càng lo sợ. Nên từ nơi đó nên tập phóng sanh và tập ăn chay. Và nhà của mình tuyệt đối không có mua thuốc xịt ruồi, xịt mũi, xịt kiến, giết con vật này kia, đừng có làm điều đó. Mình làm điều đó thì nhà mình giống như cái lò sát sanh. Từ nơi đó mà gia đình mình không được bình an quý vị. Nên tất cả mấy con chim này nó cũng muốn sống như mình. Nên bây giờ mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng xong mình thả. Khi thả ra nghe được Phật Pháp rồi, ở xung quanh chùa nghe danh hiệu Phật và phát nguyện, khi bỏ thân này đều sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật rồi thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về Thánh Độ. Chúc quý vị an lạc nha. Chúng ta xuống chai đường để dùng buổi trưa quý vị. A Di Đà Phật.